Hello mọi người. Hello cả nhà. Hello mấy chị. Quần thun ngố à chị Thúy Nguyễn. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em với cả nhà. Rồi lên sao? Chị em xin một nút chia sẻ live stream với nha mấy chị. Có dạng thun đùi không ạ? Dạ không chị Minh Hằng ơi, em không có thun đùi ạ. Sẽ trang cá nhân và nhiều lần hỏi nhóm nha cả nhà. Em lên mã tri ân cho mấy chị. Mấy chị cho em xin một lúc chia sẻ một lần trang cá nhân và nhiều lần hỏi nhóm. Còn về quần jean lưng thun không ai. Chưa có hàng chị ơi, có em lấy liền á. Chưa có hàng sale. Bộ ngố thun lạnh giùm em 45-62kg vừa. Lên giùm em mã Chi ân 19.000 mấy chị. Quần ngơ máu khủng mong giùm em chứ 62kg vừa. Lên giùm em mã tri ân 19 mấy chị. Nhận được đồ rồi, rẻ mà đẹp quá Mai ơi. Dạ em cảm ơn chị Lan Trần ạ. Em cảm ơn chị. Dưới 62kg vừa, bộ thun ngố lạnh mấy chị. Sắp vô mùa nóng rồi, hốt về mặt cho mấy chị đẹp. Lên giùm em mã tri ân 19. 19.000 á mấy chị. Tri ân 19 giùm em ạ. Tri ân 19. Nhanh tay mấy chứ ơi, hôm nay về bộ lụa nè, quần rồi áo. Chi ân 19 cho chị Nguyễn Cẩm Tú có. Mấy chị nhớ cho em một nút chia sẻ trang cá nhân và nhiều lần hỏi nhóm nha mấy chị đẹp. Lên giùm em mã chi ân 19 nha mấy chị. Bộ thun lạnh cực kỳ mát luôn á. Quần ngố giùm em, áo phủ mông dễ mặc mấy chị đẹp. Quần lưng thun. Chốt giùm em mã chi ân 19. Chi ân 19 đi cả nhà. Chấm bài chấm bài thả tim thả like cho em với mấy chị. Lên giùm em mã chi ân 19 đi ạ. Dưới 62kg vừa chi ân 19.
chiên 19 cho chị Huỳnh Ngân có. Nóng vậy. Chiên 19 giùm em đi cả nhà. Nhanh nhanh tay, nhiều siêu phẩm lắm mấy chị đẹp. Siêu phẩm đẹp mà rẻ. Dưới số 2 ký vừa chốt giùm em mã chiên 19. Dạ ok chị Thúy Nguyễn. Màu nâu tây nè mấy chị. Nâu tây á. Chốt giùm mẹ, chốt giùm em mã. Chốt giùm em mã 19k đây mấy chị. 19k giùm em. Dưới số 2 ký vừa 19k, cái màu nâu tây cực kỳ xinh luôn. 19k giùm em áo phủ mông. Quần ngố áo phủ mông giùm em ạ. Chốt giùm em mã 19k. 19k cho chị Mi Mi có. 19k đây cả nhà. Cái màu nâu tây á, lên cực kỳ xinh luôn. 45-62kg vừa 19k. Lên giùm em mã 19k đi ạ. 19k đi cả nhà. 19k giùm em. 19k. Dạ em chào chị Su Su ạ. Em chào chị Su Su. Màu hồng giùm em. Chốt giùm em mã hồng 19k. 45-62kg vừa hồng 19k. Thun lạnh cực kỳ mát luôn mấy chế. Túi quần đầy đủ cho mình. Hồng 19k. Cái màu loan hồng rồi mấy chế. Đẹp cực kỳ luôn. Loan hồng. Chốt giùm em mã hồng đi ạ. Hồng 19k. Quần ơ máu phủ mông. Hồng cho chị Nguyễn Nga có. Hồng 19k đi ạ. Nhớ là cho em một nút chị, một lần trang cá nhân và nhiều lần hỏi nhóm nha mấy chế. Có hiển thị người chia sẻ em chốt chốt giá sale nha mấy chị đẹp. Chốt giùm em mã hồng đi ạ. Cái màu loan hồng này lạ nè. Cực kỳ xinh luôn. Hồng cho chị Mi Mi có. Áo chị mặc. Dạ. Em mặc là set chị. Set sơ mi quần ngố. Set sơ mi quần ngố chế yêu 100.000. 40-60kg vừa. Em có màu trắng với lại sọc xanh, caro xanh á. Mới nhận hai áo khoác đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị Su Su. Nhận áo khoác bên em là ghiền quá. Chức ghiền. Cảm ơn chị nhiều. Chốt giùm em mã hồng đi ạ. Hồng 19k. Hồng 19k giùm em. Rồi cái khác thì chị Hồng. Cái gì? Cái nào lẻ lẻ. Để em xem. Chốt giùm em mã loan nâu 19k. Trời ơi cái màu loan, màu nâu tây cực kỳ luôn. Quần ơ máu phủ mông giùm em. Chất thun lạnh. Túi đầy đủ cho mình. Lưng thun co giãn thoải mái mấy chị. Chốt giùm em mã nâu. Nâu 19k. Nâu 19k mấy chị yêu. Thả tim thả like chấm chấm bài giùm em với ạ. Xem xét xong mình caro với ạ. Dạ ok chị beo gấu đợi em xíu ạ. Chị Mi Mi có nâu. Chốt nâu đi mấy chế. Cái màu nâu này màu nâu tây á cực kỳ xinh luôn. 45-62kg vừa chốt giùm em mã nâu 19k. Nâu 19k giùm em. Dạ 100.000 chị Mỹ Dung Nguyễn. 100.000 một set sơ mi ngố giùm em. Loan nâu cho chị Nguyễn Cẩm Tú có. 40-60kg vừa chốt giùm em mã đang mặc. 100.000 giùm em một set ạ. À. Quần là chất cái gì quên mẹ. Bodyp co giãn mấy chế. Áo là lụa mịn. Chốt giùm em mã nâu đi ạ. Cái gì ạ? Kiếm đồ xe. Cái này không được. Cái này. Nâu cho chị mỏng thường có. Dạ set em đang mặc 100.000 một set chứ. À quên. Caro nè chị beo gấu.
beo gấu, set caro nè chị. Caro ừ. Xanh cực kỳ xinh luôn á. Phương Tiện có lông chưa? Dạ. Phương Tiện rồi, Phương Tiện chưa. Chị Phương Tuyền có nâu ạ. Mình cắm tú. Mình cắm tú có rồi. Quần là chiếc Forip xịn sò mấy chị. Áo là áo lụa mịn dùm em. 100.000 40-60kg vừa. Một set. Em có màu trắng với lại caro xanh. Hai mã mấy chị. Caro cho beo gấu nè. Chị beo gấu. Beo gấu có caro ạ. Caro cho chị Hồ Bích Đào. Em hết caro. Em còn set đang mặc thôi ạ. Còn trắng. Trắng chị nào lấy em sale 90 đi. Trắng chị nào lấy em sale 90. Rất là màu trắng luôn ạ. 100 em sale 90 mấy chế. Chị nào lấy bộ lấy comment giùm em bộ đang mặc. Dạ có áo thun nha chị Đỗ Thúy. Chị lấy trắng sale 90 nha. Caro bán đắt quá. Ê caro. Còn rớt lại trắng không à? Sửa giá mẹ. Không, cái này nãy có in lộn cái view này rồi. Nó rớt 100.000. Chị in còn cái này. Cái đó in lộn hồi Bích Đào. Thôi chị sửa giá cho. Đổi tiền. Dưới 62kg vừa chốt giùm em mã 6-19 đi mấy chị. 6-19 bé bơ sữa còn 30kg không chị? Bò sữa bò còn 30kg không ạ? Không. Dạ hết rồi chị. Hết rồi chị Lan Nguyễn. Màu xám tay nè mấy chị. Chốt giùm em mã 6-19k. Sếp đang mặc dưới 60kg vừa. Đang mặc là sếp nha chị. Ngố sơ mi giùm em. Quần là quần ngố đen. Chiếc Forip xịn sò. Áo là áo lụa mịn nè. 100 em sale còn 90. Gớt lại màu trắng nên em sale xuống rồi. Ngọc Trinh ok ngày mai. Chưa mai có nhân viên gọi lại cho em nha. Chưa mai có nhân viên gọi lại cho em nha. Dưới 62kg vừa chốt giùm em mã xám đi mấy chế. Xám 19k. Xám 19k giùm em. Dưới 62kg vừa chốt giùm em mã vàng. Vàng 19. Vàng 19 ạ. Bộ thun lạnh cực kỳ mát luôn. Quần ôm áo phủ mông. Chốt giùm em mã vàng 19k. Vàng 19 đây. Vàng 19k đi ạ. Rồi hôm nay nha mọi người, chấm chấm bài sala giùm em để em lên thằng sale nè. À, còn ngố bé sẽ 28kg không hả? Giờ này nó hết rồi nàng ơi, còn đâu nữa. Ồ, bộ thun bộ sọc qua còn sai thứ 8 là sai nhỏ mà. Sọc là sai nhỏ. Nhỏ mà. Ok, quần đi. Quần nó có 2 sai. Đâu? 3 sai. 3 sai hả? 4 sai luôn chứ. 28, 29, 30, 31, 32. Nhưng mà 30 có 1 cái. 28 cũng có 1 cái. 28 cũng có 1 cái. Là 29, chính là 29, 32 hả?
ngàn cho em một cái nha. Ủa còn quần đùi là nào nhỉ? Quần ố cho em nha, 40 ngàn một cái. Có hai size từ 40 tới 55 kg và 55 tới 60 65 kg vừa. Hai size. Em có hai size, một size là 40 tới 55 mà một size từ 55 tới 65 kg vừa mấy chế. 40 ngàn. Co giãn cực kỳ luôn ạ. Vải dày lắm, nó không sừng lông đâu. Vải dày không sừng lông. Mấy chế coi nè, vải cực kỳ dày luôn á, co giãn. Giãn ố giùm em đi chị. Một size 40 tới 55 mà 55 tới 65 hai size mấy chị. 40 ngàn một cái quần ngố thôi ạ. À. Chốt giùm em mẫu quần kèm số ký đi cả nhà. Rồi co giãn 4 chiều. Co giãn cực kỳ luôn á. Ừ. 40 ngàn thôi ạ. À. Túi quần đầy đủ cho mình. Hai size 40 55 mà 55 tới 65 kg luôn ạ. À. Chốt quần kèm số ký giúp em đi cả nhà. Vải cực kỳ dày luôn, co giãn. Ừ. Co giãn cực kỳ luôn á mấy chị. Rồi lên giùm em nha. Lên giùm em mẫu quần kèm số ký đi cả nhà. Chốt em mã ngố nhỏ, ngố lớn giùm em mấy chị. Size nhỏ, size lớn giùm em đi ạ. Size nhỏ, size lớn giùm em hai size nha mọi người. Áo di luôn mà chả xưởng rồi xin sang bây giờ. Nó trộn hàng ghê quá. Trộn phơm nhỏ 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 hay ghê quá. Lên giùm em mã size size nhỏ và size lớn đi. Mấy chị 40 ngàn một cái quần ngố co giãn. Dạ em chỉ có ngố thôi chị ơi. Vải cực kỳ dày luôn á. Size 40 ngàn cho mấy chị á, cho nó rẻ hơn cái quần mà thun legging nữa. Nó rẻ hơn quần thun legging, mọi người hay mua 55 ngàn nữa. Cứ quần đầy đủ cho mình ạ. À. Chất vải cực kỳ co giãn luôn, không sừng lông. Chất đẹp lắm cả nhà. Chốt giùm em mã size nhỏ và size lớn hai size mấy chị. Đem bị chói quá hả? Nó sao nó bị chói chứ ta? Nó bị chói quá ha chị. Để mai chỉnh màu lại coi. Tắt cái này đi. Rồi lên giùm em mã size nhỏ và size lớn hai size mấy chị. Size nhỏ là 40 tới 55 và size lớn là 55 tới 65 kg. 53 cái chị Phương Tuyền số 29. Chị Phương Tuyền có 53 kg ạ. Size nhỏ là 40 tới 55 và size lớn. Phương Tuyền 29. Size 40 nhỏ một cái nha. Size nhỏ size lớn hai size mấy chị. Size nhỏ là 40 55, size lớn là 55 tới 65 kg vuông. Bộ mặt size 90 á bạn Kim Anh. Bộ mặt size 90.000 á. Chốt quần đi mấy chị, một cái quần co giãn gì mà có 40.000 à. 40.000 một cái quần. Size lớn hay size nhỏ hay size? Mọi người chấm bài xe ba giùm em với. Xe lớn 55-65 kg vừa trang trang. Xe lớn 55-65 kg vừa. Rồi áo cho cô Tông Thái. Tông Thái nè. Áo cô Tông Thái mấy chị. Hàng 888 á. 56. 40-56 kg vừa. Này phơm lẫn nha mấy chị. Không ngắn mà cũng không dài á. Phơm lẫn giùm em. Em có màu hồng, màu vàng. Trang trang ok. Màu đỏ đô. Màu bò. Màu xanh ngọc. Hết màu quá à. Chốt màu giúp em đi cả nhà. Hồng, xanh ngọc, bò, đỏ đô và vàng hết màu à. Chốt thun thái xịn sò giùm em. Phơm lẫn 50.000. 50.000 mấy chị. Quần 58 kg Thu Nguyễn ok chị. 40 56 kg vừa chốt giùm em. Thu Nguyễn có quần 58 kg nha. Màu hồng, màu vàng.
màu đỏ. Hôm lẫn hình gấu dễ thương lắm chị. Màu bò. Và màu ngọc giùm em hết màu. Màu nào cũng xinh lắm chị. 40-56kg vô. Ngọc, bò, đỏ đô, và hồng và vàng. Vàng xanh Phương Tuyền. Chị Phương Tuyền có vàng xanh à. Em hết vàng hết xanh luôn. Em còn 4 màu đỏ, hồng, bò và xanh. 4 màu dễ thương á mấy chị. Con gấu cực kỳ dễ thương luôn á. Thun thái xịn sò 50 ngàn một cái thôi. 50 ngàn chút màu giùm em. 40-56kg vô. Ngọc Nguyễn hả? Ngọc Nguyễn chắc đi rồi quá. 40-56kg vô giùm em. Hình cô gái nè mấy chị. Em có màu trắng, màu xanh ngọc, màu đỏ, màu da, màu hồng. Hết màu à. Hồng, da, đỏ, xanh và trắng. 50 ngàn một cái áo thun thái xịn sò mấy chị. Thun thái xịn sò không sừ lông. Dưới 56kg vô. Trắng, xanh, đỏ. Dạ có chị đổi đi. Trắng, xanh, đỏ, da và hồng. Thôi à, dưới 56kg vừa. Chút màu giúp em đi cả nhà. Hình cô gái cực kỳ xinh luôn á. Da và hồng à. Xanh, da, đỏ và hồng. 40-56kg vừa. 50 ngàn lên màu giùm em nha mọi người ơi. Có áo số 3kg nha chị. Từ từ em lên hả. Tại vì hiện nó nằm lùm tùm lum, không biết cái nào không dài nào không ngắn. Em đi cả nhà, thun thái xịn sò mà có 50 ngàn thôi rồi mấy chị. Hồng, đỏ, nâu da, xanh và trắng. Cái form này nó lẫn lẫn á mấy chị, cưng lắm. Chốt cho em mã loan tím. Loan tím có con gấu trên ngực nè mấy chị. 40-56kg vừa. Chốt cho em mã loan tím 50 ngàn. Thun thái xịn. Loan tím giùm em. Dưới 56kg vừa. Loan tím 50 ngàn. Này đang hot á. Dưới 62-63kg vô. Chốt giùm em mã hồng đi ạ. Hồng. Áo phủ mông. Áo phủ mông cực kỳ dễ mặc luôn mấy chị. Hồng giùm em. Dưới 62-63kg vô hồng. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em với cả nhà. Đơn giản mấy chị. Chữ đơn giản mặc hoài. Chốt giùm em mã ngọc dưới 62-63kg vô. Ngọc giùm em 50 ngàn ngọc. Ngọc gì Đỗ Thúy? Chị Đỗ Thúy có ngọc. Thiêu chữ B đơn giản nè mấy chị. Thun thái xịn sò
Chốt giùm em mã đỏ với 63kg vừa đỏ. Hồng với Huỳnh Ngân. Chị Huỳnh Ngân có hồng ạ. Ngọc chị Hồ Bích Đào. Chị Hồ Bích Đào có ngọc. Với 62-63kg vừa chốt giùm em mã đỏ. Phơm phủ mông cực kỳ dễ mặc luôn mấy chị. Thêu chữ B đơn giản giùm em. Chốt giùm em mã đỏ. 50.000 đỏ hàng 88 xịn sò. Đỏ giùm em. Đỏ giùm em đi mấy chị. Thung thái xịn mấy chị, hàng CT xịn sò. Em có màu đỏ, màu trắng hai màu. Đỏ và trắng hai màu. 50.000. Cái họa tiết nó cưng cực kỳ luôn á mấy chị. Họa tiết cực kỳ xinh luôn á. Dưới 62kg vừa chốt giùm em mã trắng, mã đỏ 50.000. 50.000 một chiếc thung thái xịn sò mấy chị. Dưới 62kg vừa đỏ và trắng hai màu ạ. Đỏ và trắng hai màu giùm em. Có màu xám đen được không chị? Đỏ và trắng hai màu. Số 2 số 3 kg độ lệ vừa. Chữ đơn giản mấy chị, hàng 888 xịn sò. Em có màu xám. Màu xanh. Màu rêu. Màu cam. 50.000 ha. Đỏ Thịnh Thương. Chị Thịnh Thương có đỏ. Màu ngọc. Và màu tím hết màu. Hết chị Thanh Hà ơi. Dưới số 2 số 3 kg vô. 50.000 thôi mấy chị. Chữ đơn giản mặc hoài mấy chị. Về bộ bé gái dễ thương lắm nè, tí xíu em lên nha. Mấy chị sẽ like giùm em với. Tí xíu em lên bộ bé gái. Cưng lắm. Số 2, số 3 kg vuột. 50.000 một cái áo thôi mấy chị. Chữ đơn giản mặc quà mấy chị đẹp. Tím, ngọc, cam, rêu, xanh và xám. Chút màu đi cả nhà, 50.000 thôi ạ. Xanh cho Huỳnh Ngân. Chị Huỳnh Ngân có xanh. Em hết xanh. Màu xám chuột nè mấy chị. Màu xám chuột cực kỳ mặc cực kỳ trắng da luôn á. Xám chuột. Chị nào cao cao 62, 63 kg, chị nào cao cao 65 kg người giùm em nha. Form này là giống mông, phủ mông dấu quần đó mọi người. Rêu, cam, ngọc và tím. Chốt màu đi cả nhà. Chị 62, 63 kg vừa, chị nào 1m6. 65 kg vừa luôn ạ. 50.000 giùm em. 70 xả 50 á mấy chị ơi. Áo 65 áo bây giờ mắc lắm. Toàn là 65 nhập giá cao không à. 70 xả luôn 50 á. Em ở quận 4 Sài Gòn với chị Thịnh Hương ơi. Ship nội thành Sài Gòn 25.000, ship tỉnh 30.000 giùm em. Trời ơi, tấm nó đẹp. Số 2, số 3 kêu lại vừa. Số 2, số 3 kêu độ lại vừa mấy chị. Thiêu chữ đơn giản. Hàng 888 xịn sò. 50.000 giùm em, chốt cho em mã trắng. Trắng nó thiêu chữ màu rêu rồi mấy chị. Nó nổi cái chữ lên cực kỳ xinh luôn á. Dưới 62, 63 kg vừa. Chị nào 1m6, 65 kg luôn ạ. Chốt giùm em mã trắng, 50.000 trắng. 50.000 trắng giùm em. Chạy chữ LA. 50-65 kg vô. Chốt giùm em mã cam. 50.000 cam. Nó chạy chữ LA nè mấy chị. 50-65 kg vô. Chốt giùm em mã cam. Cam đi cả nhà. Cam 50.000 cam. Ký vô chốt giùm em mã đen. Đen cổ bẻ là xinh cực kỳ luôn mấy chị, hình con mèo. Con mèo tức giận á.
dưới 65kg vô chốt giùm em mã đen. 50.000 đen. Xinh quá mấy chị, cổ bẻ. Cam chị Linh Đỗ. Chị Linh Đỗ có cam ạ. À. Đen đi ạ. À. Đen này mặc với quần jean ngố hay quần led jean rồi cũng dễ thương lắm á. Chốt giùm em mã đen. 50-65kg vừa đen. 50.000 đen. Đen cà na. Chị cà na có đen ạ. À. Dưới 62-63kg vừa chốt giùm em mã hồng. Hình là hình thiêu bào giùm em, giặt máy giặt thoải mái với chị. Thun thái xịn con sừ lông. Chốt giùm em mã hồng 50.000. Dưới 62-63kg vừa. Dưới 62-63kg vừa hồng giùm em 50.000. Chốt giùm em mã hồng. Hàng 88 xịn sò là mấy chị. Chốt giùm em mã trắng. Thiêu chữ ở trên, ở dưới là mấy chị đẹp. Cực kỳ xinh luôn. 62-63kg vừa chốt giùm em mã trắng. Hồng và trắng hai màu đi ạ. À. Trắng. Trắng cực kỳ xinh luôn á. Dưới 62-63kg vừa trắng giùm em 50.000 trắng. Hồng chị Thịnh Hương. Chị Thịnh Hương có hồng. Màu cũng đẹp. 62-63kg vừa chốt giùm em mã xanh. Xanh. Thun thái xịn sò. Xanh giùm em 50.000 xanh. 50.000 xanh mấy chị. Chữ đơn giản mặc hoài mấy chị đẹp. Ký vô. Trải số đơn giản nè mấy chị. Chốt giùm em mã vàng. 50.000 vàng dưới 65kg vừa vàng. Khung thái xịn sò mà có 50.000 rồi mấy chị. Không sừ lông. Giặt mấy giặt thoải mái nha mấy chị đẹp. Chốt giùm em mã vàng 50.000. Tiếng gọi giáo ồ của mọi người. Về. Ok Thu Nguyễn. Về nhà Hạnh Trần. Hạnh Trần có về. Ký vừa chốt giùm em mã hồng. Hồng đấy mấy chị, hình con chim là chạy chữ đơn giản. Hồng giùm em form phủ mông cực kỳ xinh luôn. Chốt giùm em mã hồng đi ạ. 50.000 hồng, thun thái coi giãn cực kỳ luôn, không sừ lông, giặt máy giặt thoải mái giùm em. Túi dép xịn sò. Dưới 65kg vừa chốt giùm em mã hồng. Hồng. 50.000 hồng đi mấy chị. Con phủ mông dễ mặc mấy chị. Chốt giùm em mã hồng thun thái xịn. Hồng cho Minh Hiền. Còn hồng. Dạ còn. Còn cái hồng. Em còn một cái hồng nha mấy chị. 50-65kg vừa. Chốt giùm em. Em có hai màu. Màu hồng và màu cam hai màu ạ. Dưới 65kg vô thun thái xịn mấy chị. Coi giãn cực kỳ luôn. Hồng với Thảo Nguyễn Ngọc. Cho em bóp giùm Mai Thảo Nguyễn Ngọc nha. Chị Thảo Nguyễn Ngọc có hồng ạ. Em hết hồng mã đó.
chốt giùm em mã cam và mã hồng hai màu. Form dấu quần cực kỳ dễ mặc luôn, 50.000. Thun thái xịn sò. Hồng và cam hai màu ạ. Nó mới 65kg vừa, hồng và cam hai màu. Cam chị Đỗ Thúy. Chị Đỗ Thúy có cam. Em còn một hồng một cam mấy chị. Một hồng một cam với 65kg vừa giùm em. Cam cho Minh Hiền. Chị Minh Hiền có cam, em còn một cái hồng. Màu hồng phấn đó mấy chị. Màu hồng phấn cực kỳ xinh luôn á. Chốt giùm em mã hồng. Vừa chốt cho em mã chữ. Cái chữ mà mấy chị nó kiểu như cái nó nổi cái chữ lên á. Chốt cho em mã chữ đi ạ. Dưới số 263kg vừa chốt cho em mã chữ 50.000 chữ. Chữ cho Trang Trang. Chị Trang Trang có chữ ạ. Hết chữ ạ. Ok Thảo Nguyễn Ngọc. Dưới số 263kg vừa thun thái xịn mấy chị, hàng CT xịn sò. Em có màu đỏ và màu trắng hai màu. 50.000 đỏ và trắng hai màu mấy chị. Họa tiết cực kỳ dễ thương luôn á, chữ đơn giản. Đỏ và trắng hai màu giùm em 50.000. 50.000 đỏ và trắng hai màu ạ. Rồi chúc em mã đỏ và trắng. Trắng chị Hạnh Trần. Chị Hạnh Trần có trắng. Chốt giùm em mã đỏ mã trắng hai màu đi ạ. Lên áo đó ha mọi người. Đây lên bộ mặt ạ. Cái này bộ ngón hái này cho nó lên kia. Hàng 88 xịn sò nè mấy chị. Dưới số 263kg vừa, thiêu chữ B đơn giản, chốt giùm em mã đỏ. Đỏ 50.000 đỏ, form dấu quần cực kỳ dễ mặc luôn mấy chị. Đỏ giùm em. Dưới số 263kg vừa đỏ 50.000. Đỏ cho Huỳnh Ngân. Chị Huỳnh Ngân có đỏ. Như đỏ còn. Như còn cả. Đỏ đây cả nhà. Sò nè mấy chị có hương hiệu đàng hoàng. 50-65kg vừa chốt cho em mã trắng gấu. Form dấu quần 35.000 giùm em mã trắng gấu. Một cái áo túi giếp xịn sò mà có 35.000 mấy chế. 50-65kg vừa mã trắng gấu. Con gấu dễ thương lắm mấy chị. Gấu đang ăn, gấu đang hot cực kỳ luôn á. Chốt cho em mã gấu. Trắng gấu thì ạ. 50-65kg vừa form dấu quần. Gấu chị Phương Võ. Chị Phương Võ có gấu. Em còn một cái gấu. Em còn một cái gấu mấy chị. 50-65kg vừa. Gấu giùm em. Mình ngân đỏ chú ok chị. 35.000 gấu. Trắng gấu còn. Dạ còn cái. Trắng gấu chị Minh Hiền. Chị Minh Hiền có trắng gấu, em hết gấu ạ. 62-63kg lại vừa. Chạy chữ mà mấy chị. Nó dập dập nổi á. 45.000 giùm em dưới 62-63kg vừa. Chốt giùm em mã trắng. Trắng chữ. Trắng chữ đi ạ. Mã trắng chữ dưới 62-63kg vừa. 40.000 giùm em. Một chiếc thun thái xịn sò mấy chị, không sừ lông. Form dấu quần cực kỳ dễ mặc luôn ạ. Dưới số 263kg vừa mã trắng chữ 40.000. 40.000 mã trắng chữ đi cả nhà. Mấy cái chữ đơn giản này mặc hoài mấy chị dễ phối đồ lắm. Chốt cho em mã trắng chữ. Chị Phương Võ. Chị Phương Võ có trắng chữ ạ. Trắng chữ đi cả nhà, 40.000 chiếc thun thái xịn sò, không sừ lông. Dưới số 263kg vừa trắng chữ giùm em. Chốt giùm em mã trắng chữ. Đây.
5kg vô. Chốt giùm em mã trắng chữ Lê Kim Kha. Chốt giùm em mã 1 đi cả nhà. 50-65kg vô. Áo nó coi giãn rồi mấy chị. Phong dấu quần giùm em cực kỳ dễ mặc luôn à, 35.000. Chốt giùm em mã trắng mã 1. Chốt giùm em mã 1 đi cả nhà. Một chị Phương Võ. Chị Phương Võ có mã 1 35.000 thôi. 35.000 một hàng túi zip xịn sò mấy chị. 50-65kg vô giùm em. Hai mớm 2 mã 1. Chị hai mớm 2 có mã 1. 35.000 thôi mấy chị. Form dấu quần cực kỳ dễ mặc luôn. Mấy chị phối với mấy cái quần ống le hôm bữa mua á thành một bộ. Chốt giùm em mã 1 đi ạ, 35.000. 35.000. Dưới 65kg vô. Dưới 65kg vô mã 1. 50-65kg vô, chốt giùm em mã xanh. Màu xanh chuối á cả nhà, cực kỳ xinh luôn. Xanh. Chốt giùm em mã xanh dưới 65kg vô, 35.000 xanh. Mã 1 chị Duyên Bích. Chị Duyên Bích có mã 1 ạ. Cái màu xanh chuối xinh cực kỳ luôn, đôi giày. Mấy mã đôi giày này đang hot đó mấy chị. 50-65kg vô, chốt giùm em mã xanh 35.000. Xanh 35.000 mấy chị yêu. 50-65kg vô, xanh. Xanh. Xanh cho chị 2 mớm 2 có. Em hết xanh. 40.000 giùm em dưới 62-63kg vô. Chốt giùm em mã trắng 40.000 trắng. 40.000 trắng. Nó dập cái chữ nổi lên là mấy chị cực kỳ xinh luôn á. Dưới 62-63kg vô giùm em trắng. Trắng 40.000. Em hết xanh rồi. Chị 2 mớm 2 có xanh rồi ạ. Chốt giùm em mã trắng 62-63kg vô. 62-63kg vô 40.000 trắng giùm em. Trắng cho Nguyễn Hạnh. Chị Nguyễn Hạnh có trắng. Hàng nờ nờ xịn sò nè mấy chị, chạy chữ đơn giản ha. 50-65kg vô, chốt giùm em mã cam. Cam 40.000 cam. Form dấu quần cực kỳ xinh luôn nè mấy chị yêu. Cam giùm em dưới 65kg vừa cam ạ. Dưới 65kg vừa cam, chạy chữ đơn giản, màu cam đứt đó cả nhà. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em mới cả nhà yêu. 50-65kg vừa, chốt giùm em mã cam. 40.000 cam. Cam chị Phương Võ. Chị Phương Võ có cam ạ. 45.000 giùm em. 50-65kg vừa, hình đôi già nè mấy chị. Em có màu ngọc và màu tím hai màu. 45.000 ngọc và tím hai màu. Phom dấu quần cực kỳ dễ mặc luôn. Phong thái xịn sò. Mấy mẫu đôi già này đang cực kỳ hot đó mấy chị. Chốt giùm em mã tím và mã ngọc hai màu dưới 65kg vô. Tím và ngọc hai màu ạ. Tím và ngọc hai màu giùm em 45.000. Măng gồ hả chị? Đây có đùi vậy chị ơi. Tím và ngọc hai màu 45.000 dưới 65kg vô, tím và ngọc. Ngọc chị Thịnh Hương. Chị Thịnh Hương có ngọc. Em còn một tím một ngọc ha. Hàng 888 xịn sò nè mấy chị. Hình con gấu cực kỳ dễ thương luôn. 50-65kg vô. Em có màu xám chuột. Màu xám nhạt. Màu đỏ. Màu trắng. Tím ngọc hai màu chị Xuân Võ. Màu trắng và màu đen ạ. Trên cherry xám đậm. Xám đậm. Hết Ngọc Minh Hiền ơi. Chị Trinh Cherry có xám đậm. Hết tím Quỳnh Ngân. Em còn xám nhạt, đỏ, trắng và đen. Hình con gấu cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. Phom dấu quần dễ mặc. Xám cho Nguyễn Thị An. Chị Nguyễn Thị An có xám. Em còn đen, đỏ và trắng ba màu. Đen, đỏ và trắng ba màu. 50-65kg vô. Hàng 888 xịn sò mấy chị. Đen, đỏ và trắng ba màu ạ. Đỏ chị Thịnh Hương. Chị Thịnh Hương có đỏ, em còn đen và trắng. Đen chị Hạnh Trần. Chị Hạnh Trần có đen. Em còn một cái trắng mấy chị. Hôm nào em chưa có chị 2 mớm 2.
trắng vải cực kỳ dày luôn á. Con gấu xinh cực kỳ luôn mấy chị, form giống quần dễ mặc. Giống như em mã trắng đi ạ. 50-65kg vừa trắng. Hàng bơm nè, hàng bơm 69.000 em sale đồng giá 45.000 nha mấy chị luôn nè. Hàng bơm vừa em bán 69.000 nay bán sale đồng giá mấy chị 45.000 luôn á. Năm mươi sáu năm ký vừa chốt giùm em mã vàng chữ, vàng chữ đi ạ. À, mã vàng chữ 45.000 nha. Chốt có tấm thái xịn giùm em nha mọi người, chốt giùm em mã vàng chữ với 65kg vừa, form dấu quần cực kỳ dễ mặc luôn mấy chị. Tôn thái xịn sò vàng dễ phương vỏ, chị phương vỏ có vàng. Ký vô chốt giùm em mã mã 1. Mã 1. Ừ. Chốt giùm em mã 1 đi cả nhà. Rồi nó nổi cái chữ lên cực kỳ xinh luôn mấy chị. Dưới 62 63 ký vô chốt giùm em mã 1. Mã 1. 45.000 mã 1 ạ. À. Rồi đổi mã sò có giảng. Đổi giùm em mã 1 đi cả nhà. Để bị trùng mã à. Chốt giùm em mã 1. Dưới 62, 63 ký vừa mã 1, 45.000. Thun thái xịn sò. Em đi thay bộ đồ chị, em mặc bộ đồ không phải. Chút gì vậy? Nó tụ cái vai lên xuống rồi. Là có áo dây mà đen trọng á. Lấy dây không? Rồi lên cho em mã số 1 đi mọi người ơi. Lên cho em mã số 1 đi ạ. À. Mã này cho em Mai nha, 40-62kg vừa phi size nè. Chốt cái này mã trắng gấu hàng 888 thì Mai ha. Chất nè, rất là đẹp luôn. Trắng gấu giùm em nha, xe 45.000. 45.000 cho em Mai mã trắng gấu ạ. À. Hình này là bao giảm thoải mái không bị dính ha. Rất là đẹp, trắng gấu giùm em. Rồi chốt em mã trắng gấu. Màu trắng gấu. Trắng gấu, xám gấu với mà hai màu dưới 60-62kg đồ lại vừa. Hai màu giùm em trắng gấu và xám gấu. 60-62 quay đầu vừa giúp Mai nha mấy chị nha. Chốt em mã trắng gấu, xám gấu. Xe 45.000. 45.000 giùm em mã trắng gấu, xám gấu. Con này phân to giấu quần. Con này cho em Mai phân to giấu quần. Phân to giấu quần thì Mai mấy chị nha, 50-65kg vừa. 50-65kg vừa nha, tình yêu là lấy cái áo này. Comment cho em mã 35. Xả 35.000 cái này dùm Mai ha. Rồi chốt Mai cái này mã 35. Chốt cho Mai mã 35 ạ. À. 50-65kg vừa cho em mã 35. Đi đâu ạ? À? Chưa lấy cả chú con để chi đôi uống. Ủa có dùng chi đôi đó. Hả? Nguyễn Thị An đổi xám gấu này đi chị. 35 chị Phương Võ. Gấu em còn kem với trắng hai màu à. 263 ký lại vừa. Em còn màu kem với màu trắng. Nè, mẹ uống đi. Hàng 888 xịn sò. Mới uống. Con gấu cực kỳ xinh luôn á chị. Giặt máy giặt thoải mái giùm em. Không sợ bị dính hình, bong chóc hình ha mấy chị ha. 45.000 giùm em. Chiếc 263 ký vừa trắng và kem hai màu. Trắng và kem hai màu ạ.
ký vô. Chữ đơn giản nè mấy chị. 2888 xịn. Chốt giùm em. Mã 1, mã xám. Xám và đỏ, hai màu ạ. À. Xám đỏ hai màu. 45.000. Form giấu quần cực kỳ dễ mặc luôn mấy chị. Dưới 65 ký vừa xám và đỏ hai màu. Chữ đơn giản mấy chị, dễ phối đồ. Form giấu quần cực kỳ xinh luôn. Xám đỏ hai màu giùm em, dưới 65 ký vừa xám và đỏ hai màu 45.000. Sammy Jean chắc mai có chị Ngọc Quỳnh. Hàng bữa giờ chưa về kịp nữa. Xám và đỏ hai màu giúp em ạ. À. Rồi em chuẩn bị qua bộ bé và là bộ em mặc nha mọi người. Dưới số 2 số 3 ký vừa. Con gấu cực kỳ dễ thương luôn mấy chị, thông thái xịn sò giùm em. Em có màu xanh biển, màu hồng, màu tím và màu trắng hết màu ạ. Giá 45.000 nha. 45.000 thông thái xịn sò không sừ lông mấy chị, xanh như Diệu Lan. Chị Diệu Lan có xanh. Em màu tím, hồng và trắng ba màu ạ. Xanh, tím, hồng, trắng, chốt màu giùm em mọi người. Xanh, tím, hồng và trắng bốn màu. 45.000 mấy chị, thông thái xịn sò không sừ lông. Chắc con thông thái mịn lắm nha. Con này hàng CT, hàng này nhập cao lắm. Xanh, trắng, tím, hồng giùm em bốn màu ạ. À. Dạ ok chị Hạnh Trần. Hàng CT xịn sò. Chốt màu giúp em đi cả nha. 45.000 thôi ạ. 45.000 một chiếc thông thái xịn. Hình là giặt máy giặt thoải mái giùm em. Tím, hồng, trắng và xanh. Hồng cho Tuyền Quỳnh. Chị Tuyền Quỳnh có hồng. Xanh cho Lai Bùi. Chị Lai Bùi có xanh. Em còn tím và trắng thôi cả nhà. Dạ không khác. Màu tím hot trend đó mấy chị, không phải tím già đâu ạ. Tím trắng chị Phương Võ. Chị Phương Võ có tím và trắng. Em còn tím thôi nha mấy chị. Chị nào lấy tím chút tím giúp em ạ. À. Lớp tớ. Đồng đồng. Dạ. Hết hồng rồi, lên đổ rồi. Hết hồng em còn tím rồi chị. 40-56 ký vừa chốt giùm em mã trắng. Chữ là thiêu vào và mấy dạng thoải mái giùm em. Form lớp tớp. Lớp tớp gì? Lớp tớp 40. Lớp tớp giùm em 40 đi mấy chị. 40-56 ký vừa chốt giùm em mã trắng. Chị Hạnh Trần. Chị Hạnh Trần có trắng. 40-56 ký vừa chốt giùm em mã tím. Tím dễ thương rồi cả nhà. Chữ thiêu vào giùm em đằng trước đằng sau. Dưới 56 ký vừa tím 40.000. Chốt giùm em mã tím 40.000 ạ. À. Tím 40.000. Số 2 số 3 ký độ lệ vừa. Ờ, con gấu trúc nè mấy chị cực kỳ xinh luôn. Chốt giùm em mã gấu hồng. Gấu hồng 45.000. Thun thái xịn sò co giãn mấy chị, hàng CT xịn. Chốt giùm em mã gấu hồng. Gấu hồng 45.000 gấu hồng ạ. À dạ chị Hạnh Trần. Màu hồng đang hot trend đó mấy chị. Em đâu, em đâu thấy hình đâu, em đâu có nhớ nổi. Hạnh Trần hồng. Chị Hạnh Trần có hồng ạ. Chốt giùm em mã hồng chữ. Hồng chữ đi mấy chị, số 2 số 3 ký độ lại vừa 45.000. Hàng CT xịn sò thun thái co giãn là mấy chị đẹp. Chốt giùm em mã hồng chữ. Hồng chữ 45.000 mã hồng chữ. Đó thì là còn 3 cái trả luôn. 80 em sale còn 65.000 đó chị. 85 á chứ. 85 sale còn 65. Sơ mi tay dài, cổ phối bèo giùm em. Mặc đóng thùng em mặc phủ mông cũng đẹp đó nha mọi người. Sơ mi nè. Con này mọi người. Sơ mi tay phồng mấy chị. Tay phồng cổ phối bèo hai lá nè, cực kỳ xinh luôn á. Con này mặc cơ phủ mông hay là đóng thùng cũng đẹp nữa mấy chị. Free size dưới 62 63 ký độ lại vừa.
Còn 3 cái nha, xả luôn 65 nghìn nè. Còn 3 cái cuối cùng 85 em xả 65 mấy chị yêu. Tây phòng, Tây phòng cổ cổ phối bèo hai lá giùm em. Cực kỳ xinh luôn á. Mà lên Phủ Mông mấy đóng thùng đẹp lắm. Dưới số 2, số 3 ký vừa. Mẫu caro đang hot đó mấy chị. Còn 3 cái cuối cùng em xe 265 ngàn. Dưới số 2, số 3 ký vừa. Chốt giùm em mã sơ mi. Sơ mi đi cả nhà. Sơ mi 65 ngàn. Dạ vừa chị Vân nha. Chị Vân nha vừa hả chị ơi. Dưới số 2, số 3 ký vừa. Chốt giùm em mã trắng. Hàng NN xịn sò nè mấy chị. Thun thái không sừ lông. Dạ chữ đơn giản mấy chị yêu. Chốt giùm em mã trắng. 45 ngàn trắng. Bộ mặt 55 ngàn. Chốt giùm em mã trắng 45 ngàn. Chữ đơn giản dễ phối đồ mấy chị. Thun thái xịn sò chốt giùm em mã trắng. Lên giùm em mã trắng ạ. Trắng cho Nguyễn Hạnh. Chị Nguyễn Hạnh có trắng, em còn một cái trắng cả nhà. Trắng chị Phan Hồng Lữ. Chị Phan Hồng Lữ có trắng. Chốt giùm em mã đen. Dưới số 2, số 3 ký vừa đen. Thun thái xịn hàng NN quý chị. Form dấu quần cực kỳ xinh luôn á. Chốt giùm em mã đen. Chị Hạnh Trần. Chị Hạnh Trần có đen ạ. Dưới số 2, số 3 ký vừa chốt giùm em mã vàng. Màu vàng bơ đó cả nhà. Chốt giùm em mã vàng. Thun thái co giãn mấy chị. Không sừng lông dập mấy dập thoải mái giùm em. 45 ngàn mã vàng. Màu vàng bơ cực kỳ xinh luôn. Chốt giùm em mã vàng. Chị Phan Hồng Lữ có vàng. Chị Phan Hồng Lữ có vàng ạ. Số 2, số 3 ký vừa chốt giùm em mã cam sữa. Cam sữa đi cả nhà. 45 ngàn thôi ạ. 45 ngàn một chiếc thun thái xịn sò. Chốt giùm em mã cam sữa. Dưới số 2, số 3 ký vừa cam sữa. Bộ mặt 55 ngàn còn nha. Bộ mặt chưa lên. Cam sữa giùm em. Chị Phan Hồng Lữ cam sữa. Chị Phan Hồng Lữ có cam sữa. Dưới số 2, số 4. Số 2, số 3, số ký vừa chốt giùm em mã trắng. Dạ chữ đơn giản rồi mấy chị. Trắng giùm em hàng NN xịn sò. Chút thung thái không sừng lông ạ. Chốt giùm em mã trắng 45 ngàn trắng. Trắng ạ. 50-65 ký vừa chốt giùm em mã xanh. Xanh chữ nhũ nè mấy chị. Chữ nhũ cầu vồng. Dưới 65 ký vừa form dấu quần cực kỳ dễ mặc luôn mấy chị. Chốt giùm em mã xanh 45 ngàn thôi ạ. 45 ngàn mã xanh giùm em. Xanh 45 ngàn xanh. Bộ mặt 40-60 ngàn. Vải măng vừa luôn. Xanh chị Hạnh Trần. Chị Hạnh Trần có xanh ạ. Bộ mặt giùm em 40-60 ký vừa. Chất vải măng gồ không nhăn mấy chị. Tay bèo cổ vuông giùm em. Cực kỳ xinh luôn. Quần có túi. Quần có túi đầy đủ cho mình. Quần lưng thun co giãn thoải mái. Cực kỳ dễ mặc mấy chị. Túi sâu nha cả nhà. Đựng tiền đựng điện thoại thoải mái giùm em. Chất vải măng gồ không nhăn. 55 ngàn giùm em. Dưới 60 ký vừa. Bộ mặt cho Nguyễn Lai. Chị Nguyễn Lai có bộ mặt cổ vuông mà tay bèo nữa mấy chị, cực kỳ xinh luôn á. Cái họa tiết bông nè mấy chị, xinh cực kỳ luôn. 55 ngàn mọi người. Chị Phạm Thu Gấm có bộ mặt 55 ngàn. 40-60 ký vừa. Vải măng cồ không nhăn, không bị co rút vải mấy chị. Không bị co rút vải. Chốt giùm em mã đang mặc, mã hồng cũng được ạ. Hai bộ mặt cho chị Hạnh Trần. Chị Hạnh Trần có hai bộ mặt. Bộ mặt Nguyễn Vân. Chị Nguyễn Vân có bộ mặt. Bộ mặt Dung Kim. Chị Dung Kim có bộ mặt hết. Em hết bộ mặt ạ. Đổi màu giùm em đi ạ. Chốt giùm em mã xanh ngọc. Cổ vuông tay bèo cực kỳ xinh luôn cả nhà. Chốt giùm em mã xanh ngọc. 40-60 ký vừa 55 ngàn. Quần lưng thun co giãn thoải mái. Đổi màu giùm ai nha. Túi sâu đầy đủ. Túi đầy đủ cho mình ạ. Túi sâu đựng tiền đựng điện thoại thoải mái mấy chị. Chất vải măng gồ không nhăn, không sừng lông, không bị co rút vải. Xanh giùm em mã xanh. Xanh chị Phạm Thu Gấm. Chị Phạm Thu Gấm có xanh. 55 ngàn giùm em ạ. Cái màu xanh ngọc cực kỳ xinh luôn á cả nhà. Màu này mặc lên mát mẻ, tươi trẻ mấy chị.
cổ vuông tay bèo giùm em. Dưới 60kg vừa, 55.000 một bộ mango không nhăn mấy chị yêu. Cực kỳ xịn luôn. Vải cực kỳ mịn, mặc vô mát luôn mấy chị. Sắp vô mùa nóng rồi mấy chị yêu. Có mấy bộ này về mặc đi ạ, có 55.000 thôi ạ. Quần đùi, túi đầy đủ cho mình, túi sâu luôn. Túi sâu rồi mấy chị yêu. Xanh, xanh giùm em ạ. Em lấy chị Hạnh Trần lại một bộ, bộ hồng lại. Ok chị Hạnh Trần. Vậy là chị Hồ Bích Đào có bộ mặt nha. Cái bộ đó là Hồ Bích Đào, bộ hồng của Hồ Bích Đào. Chốt giùm em mã xanh. Xanh đi cả nhà. Màu xanh này mát mẻ. Mango dạ. Không nhăn mấy chị. Ok chị Hạnh Trần nha, có cổ xanh nha chị. Cổ vuông tay bèo. Xanh đi cả nhà. 55.000 thôi mọi người ơi, mango vải đẹp lắm. Con này nó đẹp hơn vải lụa luôn á. Con này là vải đúng chuẩn mango nè, mọi người nhìn giúp em cái đường may lưng quần của nó nè. Đường may kỹ lắm nha cả nhà nha, đường may kỹ, mà may đáy cũng rất là kỹ luôn. Nói chung là hàng này may rất là kỹ, mango xịn á, may kỹ lắm, đẹp lắm. Chốt giùm em mã nâu da đi ạ. Nâu da bông nhí cực kỳ xinh luôn cả nhà. Rồi nó phối cái màu bông á, có duyên ghê luôn á. Nâu da chị Hạnh Trần. 40-60kg vừa. Quần lưng thun thoải mái mấy chị. Túi quần đầy đủ cho mình. 55.000 thôi mấy chị yêu. Mango không nhăn, không sừ lông, không co rút vải. Cổ vuông tay bèo cực kỳ sang luôn cả nhà. Chốt giùm em mã nâu da. Nâu da đi ạ. 40-60kg vừa mã nâu da. Rồi 55.000 lên em mã nâu da nha mọi người. Có mấy bộ thôi, không có nhiều đâu. Nâu da giùm em. Bộ mango không nhăn mà có 55.000 rồi mấy chị. Vải cực kỳ mát luôn á. Sắp vô mùa nóng rồi mấy chị yêu. Cổ vuông cực kỳ sang luôn. Chị Quỳnh Chi Nguyễn hai bộ hai màu. Một cái nâu da cho chị nè. Một cái xanh. Một cái xanh ngọc cho chị Quỳnh Chi Nguyễn ha. Chị Quỳnh Chi Nguyễn có. Ủa xanh đó đâu vậy? Xanh nãy cái ly dục xuống. Chốt giùm em mã nâu da đi ạ. À. Cái màu nâu da này lên nó nhu mấy chị. Da chị Phạm Thu Gắm. Chị Phạm Thu Gắm có nâu da. Em còn một bộ nâu da cuối cùng. Một bộ nâu da cuối cùng mấy chị yêu. Màu này cực kỳ nhu luôn á. Da cho Nguyễn Nga. Chị Nguyễn Nga có nâu da em hết. Hình dâu. Chốt giùm em mã hồng dâu. Dạ ok chị Quỳnh Chi Nguyễn. Hồng dâu đi cả nhà. Hồng dâu nè mấy chị. Cái bông nó cực kỳ xinh luôn, cái bông nó màu nâu, màu trắng nè. Cực kỳ xinh luôn cả nhà. Cổ vuông tay bèo giùm em 40-60kg vừa. Mã hồng dâu. Túi sau, túi quần đầy đủ cho mình ạ. Lưng thun thoải mái mấy chị. Hồng dâu đi ạ. 55.000 mã hồng dâu. Hồng dâu chị Hồ Bích Đào. Chị Hồ Bích Đào có hồng dâu ạ. Nguyễn Nga. Chị Nguyễn Nga có hồng dâu. Một bộ mango không nhăn mà có 55.000 rồi mấy chế. Không sừ lông không. Lai bùi. Chị Lai bùi có. Không bị co rút vải mấy chị. Chị Phạm Thu Gắm. Chị Phạm Thu Gắm có. Mà hồng dâu cưng xỉu luôn á mấy chị. Mai chị. Kỹ từng đường chỉ luôn, dắt sổ. Nguyễn Nga 725 có da, 825 có mấy da chị ơi. Nó dắt sổ cực kỳ kỹ luôn á. Chốt giùm em mã hồng dâu. Nguyễn Nga 825 có da rồi ạ. Túi sau túi quần đầy đủ cho mình. Lưng thun co giãn là mấy chị yêu. Một bộ mango không nhăn 55.000 à. Cổ sen à, cổ vuông tay bèo cực kỳ xinh luôn. Chốt giùm em mã hồng dâu. Rồi. Hồng dâu đi cả nhà. Đây là lụa đùi nha. Lụa. Lụa đùi giùm em. Đùi 2 dây. Đùi 2 dây mấy chị. Có tăng đưa luôn nè mấy chị yêu. Có tăng đưa luôn. Xịn sò. Chốt giùm em mã. Bông hồng. Bông hồng. Chốt giùm em mã bông. Hồng. Bông hồng đi ạ. À. Bông hồng 2 dây có tăng đưa luôn. Xịn sò mấy chị yêu. Hương Diễm. Chị Hương Diễm có bông hồng. Nguyễn Vân. Chị Nguyễn Vân có bông hồng. Em bầu đi xanh nè. Bộ em có xanh vàng. Hồng nhạt. Hồng nhạt và đỏ 4 màu. Xanh vàng, hồng nhạt và đỏ 4 màu. Chị Phạm Hương Gắm đỏ. Chị Phạm Hương Gắm có đỏ, em hết đỏ. Rồi, em còn vàng, đi. Hồng nhạt và xanh. Đùi 2 dây có tăng đưa.
2 giây có tăng đưa. Có tăng đưa là nó biết nó xịn sò cỡ nào rồi đó mấy chị. Ở dưới nó phối bèo rồi mấy chị em. Phối bèo cực kỳ xinh luôn. 40-60kg vừa dùm em. Ở bộ 2 dây cưng quá mấy chị. 2 dây phối bèo. Quần nó phối bèo luôn nha mấy chị. Quần nó may phơm rộng cực kỳ thoải mái luôn á. Xanh vàng hồng nhạt 3 màu nha. Xanh vàng hồng nhạt 3 màu dùm em. Xanh vàng và hồng nhạt 3 màu ạ. Hồng nồng thôi, màu hồng nè. Màu hồng đây. Hồng phấn á, hồng nhạt á. Xanh chị Nguyễn Nga. Chị Nguyễn Nga có xanh. Nguyễn Nga 736. Màu vàng nè mấy chị. Màu vàng cực kỳ xinh luôn á. Vàng cho Nguyễn Nga 825. Chị Nguyễn Nga có vàng ạ. Xanh cho chị Nguyễn Vân. Chị Nguyễn Vân có xanh, em hết xanh. Em còn vàng và hồng 2 màu. Hồng cho Hồng Thơ. Chị Hồng Thơ có hồng. Màu vàng đi mấy chị. Màu vàng cái bông nó phối cái bông xanh nó cực kỳ xinh luôn. Dây có tăng đưa. Phối bèo áo và bèo quần. Quần nó mai phơm rộng cực kỳ dễ mặc luôn mấy chị. 60kg đô lại vừa giúp em. Dưới 60kg vừa, vàng và hồng giùm em 2 màu. Vàng chị Hạnh Trần. Chị Hạnh Trần có vàng, em còn một bộ hồng. Dung Kim hết vàng còn hồng chị ơi. Hồng đi chị. Nguyễn Nga hết vàng còn hồng chị. Dạ 55.000 bộ giùm em. Em còn hồng. Hồng cái bông nó cực kỳ xinh luôn á mấy chị. Lụa giùm em, lụa không nhăn nha mấy chị. Dung Kim. Chị Dung Kim có hồng em hết. Màu lạ. Chốt giùm em mã xanh lạ. Xanh lạ. Cổ vuông nè, tay bèo nè mấy chị. Cực kỳ xinh luôn cái mẫu này. Có dây đằng trước cho mình rồi. Em hết nha. 40-60kg vừa, chốt giùm em mã xanh lạ. Nó có cái bông nè mấy chị, cực kỳ sang luôn á. Em hết chị Trần Ngọc, em hết dây rồi. Xanh lạ giùm em 40-60kg vừa, túi quần này đủ cho mình. Xanh lạ. Túi sâu. Măng gồ không nhăn, không sừ lông, không nhão vải mấy chị. Không bị co rút vải. Giặt máy giặt thoải mái giùm em. 55.000 cho em mã màu xanh lạ nha mấy chị nha. Mã xanh lạ. Cái này giống như bộ dây vậy nhưng mà dễ thương lắm. Dung Kim xanh lạ. Chị Dung Kim có xanh lạ. Chị Trần Ngọc. Chị Trần Ngọc có xanh lạ. Dễ thương lắm mấy chị. Cái tay nó phối ren nè, kỳ xinh luôn á. 40-60kg vừa, một bộ măng gồ không nhăn, rẻ bèo à mấy chị yêu. Xanh lạ giùm em đi ạ. Túi quần này đủ cho mình. Hàng dắt sổ cực kỳ kỹ luôn á mấy chị. 55.000 một bộ thôi ạ. Chốt giùm em mã xanh lạ. Xanh lạ đi mấy chị. Cái tay nó bèo bèo ra cưng lắm. Chốt giùm em mã xanh lạ đi ạ. Hay một này. Xanh lạ. Okay. 55.000 chị ơi, Trần ơi. Đơn của chị Trần Ngọc. Ngày em bộ. Rồi lên em mã xanh lạ nha mọi người. Xanh lạ cho Ivy nè. Hai cái tay nó cực kỳ xinh luôn á cả nhà. Trời ơi dễ thương quá. Mặc bộ này nhà là siêu mát nha. Dưới 60kg vừa giùm em mã xanh lạ. 55.000 xanh lạ giùm em. Ivy có xanh lạ rồi. Chị Ivy có xanh lạ rồi. Chốt giùm em mã đen. 40-60kg vừa mã đen ạ. Cổ vuông tay bèo. Măng gồ không nhăn, không bị co rút vải. Mấy chị giặt máy giặt thoải mái giùm em. Có túi quần đầy đủ, túi sâu cho mình luôn ạ. Lưng thun cực kỳ dễ mặc luôn mấy chị. Lưng thun cực kỳ dễ mặc luôn. Chốt giùm em mã đen. Đen chị Hạnh Trần. Đen đi cả nhà. Em chưa thấy đơn mình chị Trần Ngọc. Chị Trần Ngọc có đen.
cổ vuông tay bèo mấy chị. Cái bông đen cực kỳ xinh luôn á. Ồ, sang cực kỳ luôn ạ. Vậy cái này. Wow. Đen nha Ngọc Nguyễn. Chị Ngọc Nguyễn có đen à. Qua đen. Dạ. May kỹ lắm mấy chị. May kỹ dắt sổ luôn ạ. Chứ không phải mang may một đường chỉ mà mỏng te đâu. Không có. Dắt sổ đàng hoàng. Nguyễn Vân, một bộ măng đồ không nhăn có 55.000 à mấy chị. Nguyễn Vân có đen ạ. 40-60kg vừa, chốt cho em mã đen đi ạ. Còn có hai bộ, một hai bộ ở đây thôi mấy chị, nhanh nhanh tay ạ. Còn nhiều mã đẹp lắm mấy chị. Dạ rồi, ok chị. Dưới 60kg vừa, chốt cho em mã đen. Hạnh Trần có đen rồi ạ. Dạ Hạnh Trần có đen rồi ạ. Đây nè, cái mặt măng gồ lửng. Chị Trang Nguyễn sao có đơn không nhận hàng bên em ta. Măng gồ với chị nha, vải nè, mạc nó để chữ măng gồ nè, hàng này công ty nè, đẹp lắm luôn á. Con này cho em nha, lửng cho em 60 đi. Mấy bộ này mặc mát ghê luôn á. Lửng cho em mai 60 ngàn nè. Lửng 60 ngàn dùm em. Bi trắng, bi hồng. Chị Trang Nguyễn sao có đơn không nhận hàng bên em mà chị yêu ơi. Hai màu bi trắng, bi hồng. Trời hai ơi, màu bi trắng, bi hồng. Cổ vuông rồi mấy chị, cổ vuông là thấy đã sang rồi á. Tay bèo bi trắng và bi hồng dùm em, 40-60kg vừa lẫn 60.000 dùm em. Quần lưng thun dễ mặc, túi sâu cho mình, đựng tiền tiền, đựng điện thoại thoải mái mấy chị. Có nút trước ngực nha, dễ thương quá mấy chị. Màu hồng, màu hồng, màu cà rốt á, hồng cà rốt á mấy chị. Nè, có nút trước ngực dùm em nha, măng gồ xịn lắm, 60 một bộ thôi. Chị Hạnh Trần có trắng, chị Hạnh Trần có trắng, bi trắng và bi hồng hai màu. Chị An Xuyên Nguyễn có hồng. Chị An Xuyên Nguyễn có hồng. Chị Phan Hồng Lữ hai màu. Chị Phan Hồng Lữ có hai màu ạ. À. Đẹp lắm mấy chứ ơi, măng gồ không nhăn, không bị co rút vải. Mà công ty nó để măng gồ xịn lắm. 60.000 cho em một bộ thôi mọi người, quá rẻ luôn. 40-60kg vừa, 60.000 một bộ lẫn thôi mấy chị. Cổ vuông tay bèo cực kỳ xinh luôn. Trắng và hồng dùm em hai màu, bi trắng bi hồng. Hình có mẫu mặt á mấy chị là biết xịn sò cái nào rồi ạ. À. Chốt giùm em mã chặt, mã bi trắng và bi hồng hai màu. Mua mấy bộ này về mặt mấy chị mát. Măng gồ không nhăn cực kỳ mát luôn á. Chốt giùm em mã bi trắng bi hồng. Hồng chị Phạm Lan. Chị Phạm Lan có hồng ạ. À. Có mấy bộ thôi mấy chị. Hốt về mặt đi mấy chị yêu. Mặc mùa nóng này nè cho thoải mái. Đi ra đường cũng lịch sự nữa. Quần lửng nha. Lửng quần lửng. Lượng qua gói giùm em ạ. 40-60kg vừa, bi trắng và bi hồng mấy chị. Mấy bộ này mặc đi ra luồng nó lịch sự. Trắng chị Phạm Thu Gắm. Chị Phạm Thu Gắm có trắng à. Rồi em còn hai trắng hai hồng nữa là hết rồi. 70.000, à 60.000 chất lượng. 60.000 giùm em một bộ lửng. Còn hai ba bộ nữa hết rồi mấy chị. Một hai bộ ở đây nữa là hết rồi ạ. Bi trắng và bi hồng. Cái màu nào cũng dễ thương á mấy chị. Dưới 60kg vừa, bi trắng và bi hồng dùm em. Chốt dùm em mã xanh ngọc. Xanh ngọc, cổ vuông tay bèo nè mấy chị. Quần đùi dùm em 55.000. 55.000 túi quần đầy đủ cho mình. Lửng 60 Nguyễn Ti, đùi là 55. 55.000 dùm em mã xanh ngọc. Vải măng gồ nha. Măng gồ không nhăn mấy chị. Không bị co rút vải ha. Màu xanh này đẹp quá ha. Màu xanh ngọc cực kỳ xinh luôn á. Xanh này lên nó có kén da đâu mọi người. Cổ vuông tay bèo. Dưới 60kg vừa mã xanh ngọc dùm em. Chị lên. Cao Thanh Thùy bột trắng bột hồng nè. Lên nó đó. Trắng da cực kỳ luôn mấy chị. Xanh ngọc dùm em 40-60kg vừa. Nguyễn Hạnh xanh. Chị Nguyễn Hạnh có xanh 55.000 thôi ạ. Chị Trần Ngọc có xanh. Mấy bộ này mặc ở nhà nó mát mà nó sang ghê không mấy chị. Mát mà sang cực kỳ luôn. Cổ vuông là đã thấy sang rồi đó. Cổ vuông tay bèo dưới 60kg vừa xanh ngọc. Măng gồ không nhăn mấy chị yêu. Quần đùi túi quần này đủ cho mình nè. Lưng thun thoải mái nè mấy chị. Lưng thun dễ mặc lắm. Mấy bộ nào mà lưng thun á cực kỳ dễ mặc luôn. Xanh ngọc dùm em đi ạ. À. Xanh ngọc 55.000 thôi ạ. À, xanh ngọc. Chỗ này là xanh ngọc nha mọi người. Không có Lê Tuấn ơi.
xanh ngọc đi cả nhà. Dạ, mấy cái này ít có size 70kg lắm chị Duyên Lan. Bò dễ hiếm lắm. Chốt giùm em mã vàng. Vàng đi mấy chị. Họ tiết bông cực kỳ xinh luôn. Xanh ngọc chị Cao Thanh Thùy. Chất vải mango không nhăn, không bị co rút vải. 55.000 một bộ thôi ạ. Đùi túi quần đầy đủ cho mình, lưng thông thoải mái mấy chị. Dưới 60kg vừa, chốt giùm em mã vàng. Vàng đi cả nhà. Áo hả? 40-60kg vừa vàng, 55.000 một bộ mango không nhăn mấy chị yêu. Tay bèo cực kỳ xinh luôn, cổ vuông tay bèo, chốt giùm em mã vàng. Khác nha. Có bộ lẫn lẫn. Lẫn đen nè, em có một bộ mấy chế. 60.000 giùm em. Lẫn lụa. Chốt lẫn đen giùm em. Chốt giùm em mã lẫn đen 60.000. Vàng cho Trúc Nguyên. Ồ, lẫn mà bông nó màu hồng á mấy chị. Nó nổi cái bông cứ lên cực kỳ xinh luôn. Măng gồ không nhăn, chốt giùm em mã lẫn hồng. À, lẫn đen. Lẫn đen cái tay giống như tay em đang mặc nè mấy chị. Sang cực kỳ luôn. Mango không nhăn, không bị co rút vải mấy chế. May kỹ từng đường kỹ, đường chỉ luôn á. An Suy Nguyễn đen. Chị An Suy Nguyễn có đen à. Chốt giùm em mã bông trắng. Bông trắng đi cả nhà. Cổ vuông tay bèo nè. Ồ, cái bông nó xinh cực kỳ luôn mấy chị. Họa tiết bông cực kỳ xinh luôn á. Hết lẫn đen nha mọi người. Mango không nhăn mà có 55.000 một bộ đùi á mấy chị. Túi quần đầy đủ mà túi sâu nữa nha, không phải túi cạn đâu ạ. Túi sâu cực kỳ luôn á. 55.000 nha Mỹ Mỹ. Chốt giùm em mã bông trắng, mango không nhăn. Giặt máy giặt thoải mái mấy chị. Không bị co rút vải khi mình giặt ạ. Lẫn đen hết rồi. Chốt giùm em mã bông trắng. Bông trắng, bông nhí cực kỳ xinh luôn á. Bông trắng giùm em. 40-60kg vừa mã bông trắng. 55.000. Chị Cao Thanh Thùy bông trắng. Chị Cao Thanh Thùy có bông trắng. Lẫn còn chấm bi à. Cái bộ bông trắng này xinh nè mấy chị. Chốt bông trắng đi cả nhà. Lẫn bông trắng đi ạ. Lẫn có chấm bi là bi trắng với bi hồng mà. Bông trắng cho Mỹ Mỹ. Chị Mỹ Mỹ có bông trắng. Lẫn còn trắng bi trắng và bi hồng thôi. Tay bèo cổ vuông cực kỳ xinh luôn. Để lên là cụ bi. Mặt nó vừa mát mà vải nó mịn lắm mấy chị. Mát mà nó sang cực kỳ luôn, cổ vuông nó sang cực kỳ luôn á. 40-60kg vừa mã bông trắng 55.000 ha. Lẫn em còn hai bộ, còn hai màu. Bi trắng và bi hồng. Còn 2 bộ thôi luôn. Còn 2 bộ thôi. Bi trắng và bi hồng giùm em. Quần lẫn. Tay dạ. Bèo. Còn ok chị Nguyễn Nga. Trước ngực nó có phối nút rồi mấy chị. 40-60kg vừa mã bi trắng bi hồng. Cái này mặc ở nhà mà mình có đi chợ hay gì á, nó cũng lịch sự nữa. Chốt giùm em mã bi trắng bi hồng hai màu. 60.000. 60.000 một bộ lẫn rồi mấy chị. Chị Cao Thanh Thùy có xanh ngọc nha. 60.000 một bộ lẫn rẻ bèo luôn á. Bi trắng chị An Suy Nguyễn. Chị An Suy Nguyễn có bi trắng, em còn bi hồng. Bi hồng chị Lê Tuấn. Chị Lê Tuấn có bi hồng ạ. À. Em hết. Bích Phạm qua đơn, chị hôm qua có gì chị? Bông đen còn một bộ nè. Bông đen mà. Bông đen. Bông đen giùm em đi cả nhà. 55.000, 40-60kg vừa mã bông đen. Lê Tuấn có biên hồng rồi nha. Bông đen cái hỏa tiết bông cực kỳ xinh luôn á cả nhà. Bông đen giùm em. Mango không nhăn, không bị co rút vải mấy chị. May kỹ từng đường chỉ luôn á mấy chế yêu. Dắt sổ kỹ càng. Mà có 55.000 một bộ mango thôi mấy chế. Túi sau đầy đủ cho mình ạ. À. Rồi cho em mã bông đen. Chốt giùm em mã bông đen 55.000 bông đen. Cổ vuông tay bèo. Xinh quá mấy chị ơi. Em còn cái nó mát cực kỳ luôn á. Màu đen nè, màu hồng nè. Màu đen và màu hồng. Ngọc. Màu ngọc. Vàng. Màu vàng. Bông đen chị Phạm Phương Gắm. Chị Phạm Phương Gắm có bông đen à? À còn bông đen. Bông xanh. Xanh biển. Xanh biển mới chết.
nâu da. Nâu da và trắng. Trắng là chống ăn mặt. Trắng giống ăn mặt. Rồi có trắng nữa. Rồi. Em đi màu lại nha mấy chị. Em còn bông trắng nè. Nâu da. Xanh biển. Vàng. Xanh ngọc. Hồng và đen hết màu ạ. À. Xanh biển thì Phạm Thu Gấm. Thì Phạm Thu Gấm có đen à, có xanh biển. Xanh ngọc. Xanh đậu. Xanh đậu. Xanh đậu nữa. Xanh đậu, xanh ngọc, xanh biển ba màu, ba màu xanh. Đậu, biển và ngọc ba màu ạ. À. Xanh đậu, xanh ngọc và xanh biển ba màu. Hết lửng rồi. Lửng 40.000 còn này à. Mấy chị nhận hàng mấy chị ghiền luôn. 55.000 một bộ măng gồ mấy chị. Chốt màu giúp em đi ạ. À. Xanh biển chị Cao Thanh Thùy. Chị Cao Thanh Thùy có xanh biển. Rồi đen. Rồi em còn đen, đậu, ngọc, hồng, vàng, nâu da và trắng hết màu dưới 60kg vừa dùm em. Xanh đậu cho Mỹ Mỹ. Xanh đậu chị Mỹ Mỹ có. Rồi trắng, nâu da, vàng, hồng. Xanh đậu cho Lê Tuấn. Xanh ngọc, xanh đậu. Hết màu ạ. 55.000 thôi mấy chị. Vải cực kỳ mịn luôn á. Mango không nhăn. Ở nhà sang mà nó mát cực kỳ luôn mấy chị. Dưới 60 giùm em nha. Rồi bộ mặt có hai màu nè. Bộ mặt em có hai màu. Màu màu xanh và màu trắng hai màu bộ mặt. Nâu da Lê Tuấn có. Chị Lê Tuấn có nâu da. Bộ em mặc có màu màu trắng màu lạ. À, màu xanh lạ và trắng hai màu ạ. À. Bộ đang mặc nó mặc vô cái tay nó dĩnh dĩnh lên cực kỳ xinh luôn nè mấy chị. Tay nó dĩnh dĩnh. Đa tay cánh tiên mà cái tay dĩnh dĩnh thấy mẹ rồi. Cái tay cánh tiên á cực kỳ xinh luôn. 40-60kg vừa trắng và xanh lạ giùm em. Mango không nhăn mấy chị. Hoa nhí trắng nè mọi người, dễ thương lắm. Hoa dễ thương lắm. Hoa này mặc lên cực xinh luôn á, nó không bị xến ha. Hoa này nè. Nhí dễ thương lắm nha. Trắng với xanh lạ. Trắng xanh lạ hai màu ạ, 55.000. Có hai màu à. Rồi bộ 40 nè, mấy chị hỏi quá trời luôn. Bộ 40.000. 40-60kg vừa. Cái này là 65 em xã mấy chị, 40 là bữa chân đó nha. Nay còn có mấy màu này thôi à. Tay cánh tiên rồi mấy chị, quần lẫn giùm em. Đó, nãy giờ mấy chị hỏi lẫn quá trời đó. Túi quần đầy đủ. Túi sâu cho mình à. Chốt giùm em mã đỏ chữ. Đỏ chữ, đỏ chuột hai màu. Đỏ chữ và đỏ chuột hai màu, 40.000. Rồi trắng cho Lê Tuấn nè. Chị Lê Tuấn có trắng. Đỏ trắng, đỏ chữ và đỏ chuột hai màu giùm em, 40-60kg vừa, 40.000. Dạ chị Vân Nga hai màu có. 65 xe còn 40 mới chết. Đây cũng là Vân Nga nè. Tay cánh tiên. Quần lẫn giùm em. Túi quần đầy đủ. Quần lưng thun co giãn thoải mái à. Chốt giùm em mã đỏ chữ và đỏ chuột hai màu. Đỏ chuột. Đỏ chuột Trang Lê. Đỏ chữ và đỏ chuột hai màu ạ. Hai màu chị An Xuyên Nguyễn. Chị Trang Lê có, chị An Xuyên Nguyễn có. Đỏ chuột Trang Lê, An Xuyên Nguyễn hai màu. 40.000 thôi mấy chị, họa tiết nào nó cũng xinh hết. Đỏ chữ Lê Tuấn nè. Chị Lê Tuấn có đỏ chữ à. 65 xe còn 40 thôi à. Chữ Chanel á mọi người. Chữ Chanel á. Dạ em biết nó là chị Vân Nga cực kỳ xinh luôn. Em biết là chị Vân Nga em chốt hai màu bé mi mặt. Đỏ chữ và đỏ chuột giùm em hai màu, 40-60kg vừa. Chữ và chuột hai màu giùm em. 65 xe còn 40 rồi mấy chị. Tay cánh tiên quần lẫn giùm em ạ. À. Cái bộ này mọi người nhận hàng, mọi người hỏi còn hàng không quá trời. Đỏ chữ chị Phạm Thu Gấm. Đỏ chữ cho chị Phạm Thu Gấm có. Đỏ chữ và đỏ chuột giùm em hai màu. Còn bộ đỏ chữ nữa hết nha. Em còn một bộ đỏ chữ cuối cùng thôi ạ. À. Em xả 40 á, bữa em bán 65 á, em xả luôn 40 á. Đỏ chữ, đỏ chuột. Mẫu nào cũng xinh đó mấy chị, 40.000 thôi à. Vải này là vải lụa hàng không nhăn. Còn măng gồ nó khác, măng gồ nó dày hơn chút. Mà lụa hàng nó cũng đẹp lắm mọi người. Mặt rất là mát luôn.
Bộ hàng không nhan cực kỳ mịn luôn á mấy chị. Đỏ chuột đâu mình? Đỏ chuột. Đỏ chữ và đỏ chuột giùm em hai màu ạ. Rồi xả 40 bộ đó đó. Bộ bé nè. Đỏ chữ cho Phan Diễm. Thì Phan Diễm có đỏ chữ, em hết đỏ chữ. Em còn đỏ chuột thôi ạ. Lấy thêm bộ đỏ chuột đi chị. Chuột dễ thương, Mickey. Đỏ chữ hết rồi chị. Đó, đỏ chữ đó. Đỏ chữ. Ủa? Hả? Ủa nãy quăng đủ mà. Còn bộ kia có bỏ cho ai chưa? Ở dưới kìa anh L kìa. Có rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Dạ Phan Diễm hết nha, em còn đỏ chuột ở Phan Diễm ơi. Em còn đỏ chuột rồi chị Phan Diễm, hết đỏ chữ rồi. Bộ bé. Qua bộ bé đi mọi người. 30-45kg vừa, quần ngố, áo phông rộng phủ mông. 30-45kg vừa, hình Hello Kitty nè mấy chị. Quần ngố, áo phông rộng phủ mông. Hết đỏ chữ còn đỏ chuột nha Ivy. 30-40kg vừa. 30-45kg vừa. 30-45kg vừa. Họa tiết là con Hello Kitty đó mấy chị. Cực kỳ xinh luôn. Đỏ chuột cho Kim Trúc Nguyễn. Chị Kim Trúc Nguyễn có đỏ chuột. Quần ôm áo phủ mông giống như bộ người lớn nha mấy chị. Quần ngố 30-45kg vừa giùm em. Rồi 40.000 một bộ luôn nha. 40.000 một bộ thôi à mấy chị. Hốt về cho mấy bé mặc đi mấy chị. Có màu nè. Con em nè. Em phun, có màu vàng. Phun siêu mát luôn á. Quần ngố, áo phông rồng phủ mông cho bé đó mấy chị. Thích ngố với bé. Nói chung là dưới bé nào gọn gọn ôm ấm người dưới 45kg vừa giùm em. Phun siêu co giãn siêu mềm nha. Nè đẹp lắm. Em có màu vàng, màu hồng. Đó xinh quá mấy chị. Họa tiết Hello Kitty á. Dễ thương chưa? Xinh cực kỳ luôn, vải co giãn mát cực kỳ luôn mấy chị. Vàng chị... hồng. Trong tầm 35-45kg á. 35-45kg. Màu gì ạ? Vàng hồng. Vàng hồng cam. Cam và xanh bốn màu ạ. Vàng hồng cam xanh. Ủa trời. 40.000 một bộ thôi mấy chị. Vàng hồng cam và xanh bơ. Xanh bơ nữa nè. Xanh bơ nữa cả nhà. 40.000 à. Bộ mặc dưới 60kg vừa. Hai bộ hai màu đang mặc cho Kim Trúc Nguyễn cũng có. Chị Kim Trúc Nguyễn cũng có hai bộ đang mặc. Đang màu xanh với màu xanh bơ nè cả nhà. Họa tiết Hello Kitty á cực kỳ xinh luôn. À quần ôm áo phủ mông. Linh Julie hồng. Chị Linh Julie có hồng, có 40.000 một bộ rồi mấy chị. Chị Thanh Nguyễn có vàng. Chị Thanh Nguyễn có vàng. Hân Hân hồng. Chị Hân Hân có hồng. Hết hồng đang. Hết hồng luôn ạ. Em Nguyễn còn lai vàng. Còn vàng, xanh bơ. Hết vàng luôn. Hết vàng luôn ạ. Em còn xanh bơ, xanh biển và cam ba màu. Xanh bơ, xanh biển, cam ba màu à. 30-45kg vừa 40.000 rồi mấy chị. Mua cho mấy bé đi học cực kỳ mát luôn á. Hết hồng rồi mọi người ơi. Mặc nhà, mặc đi học. Hết hồng rồi, tầm dưới 45kg ok. Thun cực kỳ mát luôn, co giãn. Hai bộ mặc cho chị Thanh Nguyễn ok chị. Hai màu ha. Chị Thanh Nguyễn có hai bộ hai màu ạ. Bấm lại chị Minh Nhận. Tắt máy mở lại đi không? Ra chưa? Ra. Rồi lên màu giúp em đi cả nhà. Một bộ bé mà có 40.000 rồi. Quần ôm áo phủ mông. Màu cam, màu xanh biển, xanh bơ ba màu thôi ạ. Xanh biển màu. Kim Trúc Nguyên. Chị Kim Trúc Nguyên có xanh biển. Cam cho Thùy Nguyễn. Chị Thùy Nguyễn có cam. Linh Julie cam. Chị Linh Julie có cam, em hết cam. Em còn biển và bơ hai màu. Vi Hân lấy gì Vi Hân? Trời cái màu xanh bơ cưng quá mấy chị. Hết cam còn xanh bơ với xanh biển. Nó giống như nó ngã ngã riêu quá mấy chị. Chêu. Cực kỳ xinh luôn. 30-45kg vừa. Quần ôm áo phủ mông. 40.000. 40.000 cực kỳ dễ thương luôn. Cái màu xanh bơ á. Xanh cho Vi Hân. Xanh này. Vâng. Chị Vi Hân có xanh ạ. À. Xanh bơ, xanh biển hai màu. Mỗi thứ em còn một bộ thôi cả nhà. Rồi cái màu này cũng cân có 40.000 à. Hốt về cho mấy bé mặc cho mấy chị. Xanh biển là cái màu xanh Cuban á. Cực kỳ xinh luôn. Chất ngứa bé ha, hàng hiếm đó mọi người. Về được có mấy chục à. Thun cực kỳ mát luôn, co giãn. Quần ôm áo phủ mông giùm em. Rồi đủ có mấy chục bộ rồi nha. Còn xanh biển và xanh bơ hai màu ạ. À. Xanh biển xanh bơ hai màu. 40.000.
Cái to về đủ mấy chục bộ à mọi người ơi. Còn thêm bên thanh biển hai màu. Bộ mạng dưới 60kg vừa. Vi Hân lấy thanh biển mấy bơ. Ok. Vậy còn bộ bơ nha. Em còn một bộ bơ. Chốt giùm em mã sọc vàng. Sọc vàng đi cả nhà. Đầm 35-45kg á. Hả tiết con bò nè, trái dâu nè. 34-35kg đổ lên nha. Ô quần đùi 45kg đổ lại vừa rồi, 40.000 luôn. 40.000 chốt giùm em mã sọc vàng. 40-45kg đổ lại vừa. Thun co giãn mấy chị. Cực kỳ mát luôn, quần đùi giùm em. Áo phủ mông. Cái này các bạn nó không có bị sừ lông đâu, vải đẹp lắm. Áo phủ mông 40.000. Vàng cho Thùy Nguyễn. Chị Thùy Nguyễn có vàng. Họa tiết trái dâu với con bò cực kỳ xinh luôn cả nhà. 40-45kg quay đầu vừa. Xanh biển em hết rồi chị nhà. Bữa bên em còn xanh bơ được không chị? Còn xanh bơ được không ạ? Xanh bơ Hello Kitty đẹp nè. Để Luy Hân mang áo. Còn xanh bơ chị ơi, xanh bơ Hello Kitty nè, dễ thương lắm. Không còn bơ à. Cái bơ đi chị ơi. Sọc vàng đi cả nhà. Cái họa tiết trái dâu với con bò cực kỳ xinh luôn. Quần lưng thun thoải mái nè. Trái dâu Ngọc Yên Nguyễn. Chị Ngọc Yên Nguyễn có 40-45 quay đầu vừa. Bộ này dễ thương quá mấy chị. Mua cho mấy bé mặc nhà cho nó mát, cho nó thoải mái. Hình như còn đùi không à. Vàng nè. Em có vàng, cam rêu. Sữa, rêu, tím, rút, hết màu ạ. Vàng, cam sữa, rêu, tím và rút, hết màu. Sọc vàng cho Diễm Nguyễn. Sọc vàng cho Diễm Nguyễn có. Rồi bỏ mấy hộp kia đi. Một cam sữa nè cả nhà. 40-45kg đồ lại vừa. 35-45 cho người luôn. Cam sữa vàng, xanh rêu. Rẻ quá trời rẻ, mua 2-3 bộ mặc đi mấy chị. Mua 2-3 bộ cho bé mặc đi. Có 40.000 rồi mấy chị, hốt 3-4 bộ cho mấy bé mặc. Cái form này là cái quần nó ôm mà áo phông rộng phủ mông nha. Giống như người lớn mình mặc luôn á. Form đó thì Nguyễn cam sữa có nè. Thùy Nguyễn có cam sữa. Form với áo phông rộng phủ mông á, mấy bé nó mặc lên cưng mà mát lắm. Cam sữa vàng, xanh rêu và tím. Trời ơi, nó sẽ tím. Có lộn lẫn vô đây nha. Ô tím lẫn mấy chị. Tím lẫn, quần ôm áo phủ mông. Giống như người lớn nha mấy chế. Vải này không sừng lông à. Tím là quần lẫn giùm em. Nó sẽ có lẫn, nó có đùi lộn xộn ha. 40-45kg để lại vừa. Ngọc Uyển Nguyễn có và trái dâu rồi chị. Và rút. Hết màu cả nha. 35-45kg vừa. Rút quần lẫn giùm em. Đồng giá 40 ạ. Cưng quá mấy chị, họa tiết trái dâu với con bò cực kỳ xinh luôn á. Quần ôm áo phủ mông. Rút, tím, xanh rêu, cam sữa và sọc vàng. Chút 3-4 bộ, 4-5 bộ về cho bé mặc đi mấy chị. Tím cho Mộng Ngọc. Chị Mộng Ngọc có tím à. Nó 2 bộ trở lên đi mọi người ơi, bán rẻ quá trời rồi. Biết nãy kia mấy chị chốt 2 bộ rồi. Nó 2 bộ trở lên giùm em đi mọi người ơi. Hàng này nhập 35 về bán 40 rồi. Chốt 2 bộ trở lên đi mấy chế. Rẻ bèo luôn á, có 40.000. Cam sữa Linh Yuli. Chị Linh Yuli có cam sữa. Linh Yuli có cam sữa. Nhiều màu đẹp quá trời. Cho nó trái dâu lấy màu gì em? Cam sữa cho Diễm Nguyễn. Chị Diễm Nguyễn có cam sữa màu tím đi mấy chị. Màu tím cực kỳ xinh luôn nè. Quần tím quần ẩn giùm em. Xanh rêu, màu rút và màu vàng. Hồng cho Vi Hân. Cam sữa cho Mộng Ngọc. Chị Mộng Ngọc có cam sữa. Vàng, rút, xanh rêu, tím và cam sữa. Vàng nè mấy chị, 40.000. 40-45kg vừa. Quần ôm áo phủ mông. Vàng, tím, cam sữa, xanh rêu và rút.
hết màu à. 40.000 mấy chị. Chứ phải không sừ lông, quần ôm áo phủ mông. Mát lắm mấy chị. Mua mấy 3 4 bộ, 4 5 bộ cho mấy bé mặc đi có 40.000 à. Chị nào có một bộ mua thêm một bộ đi mấy chị. Chốt giùm em thêm một bộ đi ạ. À. Rồi, em qua áo thun đồ bộ hay đồ bộ Thái đi. Bộ Thái. Bộ Thái hay bộ lụa ta, bữa giờ chưa lai lụa nữa. Bộ Thái. Qua bộ Thái hay bộ lụa mấy chị? Bộ Thái thì từ lên mới về lên. Có hàng. Lên à. Kiếm. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em với cả nhà. Chấm bài để không có bị ẩn comment nữa mấy chị. Lụa đi chị. Hả? Đi đây. La tinh dạ. Em lên la tinh lẫn nha mấy chế. Còn màu quần dài bon. Bon. Mẫu quần dài bon gấu không ma. Quần dài bon gấu. Đúng quá. À. Dạ không chị. Dạ bộ mặt em có màu xanh lạ với màu trắng hai màu. Xanh lạ và trắng hai màu chị. 40-60kg vừa 55.000. Ồ chị mặc còn không. Dạ 40-60kg vừa mấy chị. Tay cánh tiên nè, cổ vuông cực kỳ xinh luôn. 55.000 thôi à. Em còn màu xanh lạ. Xanh lạ đang mặc và màu trắng. Hai màu ạ. À. Bộ này nhiêu chị Mai? Cái gì? Bộ lửng á. Lửng hả? Dạ. Lửng hả? Dạ đúng rồi. Em lên lẫn ra tinh nha mấy chị. Con số chú là màu vàng nước đâu. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em cái cả nha. Đợi chị Mai xíu nha mấy chị. Dạ. Dạ. Ra tinh lửng hả? Bữa bán 85 đúng không? Đại 75 đi. Trời ơi bộ la tinh mà 75.000 mấy bà ơi. 85 em sale còn 75 mấy chị. La tinh xịn sò. Không bị nhăn mấy chế. La tinh lẫn. 40-60kg vừa chốt giùm em mã Loan Hồng. 85 sale còn 75 ạ. À. Loan Hồng giùm em. Túi sâu cho mình. Loan Hồng. Cổ sen tay phòng quần lửng nè mấy chị. Cổ sen tay phòng quần lửng. 40-60kg vừa chốt thì em mã Loan Hồng. Loan Hồng cực kỳ xinh luôn mấy chị. 75.000 mã Loan Hồng ạ. À. Loan Hồng giùm em ạ. À. Còn ít ít ở đây nha mọi người. Xả luôn nha mấy chị nè, 75.000 nè. Sức khỏe Latin xịn nha, hàng này hàng có mạc nè, hàng này đẹp lắm. Hàng này có mẫu mặt nè. Đây nè, hình có mẫu mặt nè. Hàng sale các góc mạc nha, cho nên chất mọi người bảo yên tâm. Khỏi lo ha. 75.000 thôi. 75.000 nha mấy con này nha, dưới 60kg vừa. 40-60 vừa. 40-60 vừa là Latin lửng nè. Rồi chốt em mã hồng. Gấu hồng em bên này gấu hồng. Gấu hồng em bên ha. Chốt em mã gấu hồng. Ừ, giúp em cái nó gọn. Bộ em cầm cho chị Ngọc Y Nguyễn. Con này cho em mã vàng. 75.000 à. Bộ này mấy chị mà ra ngoài mua phải tầm giá 95-99.000 á. Online, khách sạn shop bán online khác phải tầm giá 95-99.000. Chỗ hoa này đẹp quá. Mọi người ơi, hoa này đẹp giả mang luôn á. Ở chân nè. Rồi, chốt em mã vàng nha, mai vàng. Ui da. Vàng 75.
75.000 cho mấy mã vàng, họa tiết rất là sang, lửng nha. Lửng nha mọi người, lửng mặt rất là mát luôn. Chất Latin xịt nha. Chốt mấy mã vàng. Rồi vàng cho mấy con này. Vàng 75 giùm em. Vàng giùm em đi ạ. Vàng cho Lily Fan. Họa tiết con công cực kỳ sang luôn á mấy chế. 40-60kg vừa bộ Latin xịn sò. Vàng cho Ngọc Yên Nguyễn. Bộ đồi mặt tròn nha chị Mỹ Hiền, 55.000 giùm em ạ. Vàng vàng đi cả nhà. Họa tiết con công cực kỳ sang luôn á. 40-60kg vừa Latin xịn sò. Hàng có mẫu mặt á mấy chị. Cổ pyjama quần lẫn giùm em. Chốt giùm em mã vàng đi cả nhà. Bộ này mặc có hai màu xanh lạ với lại màu màu trắng đó chị. 55.000 giùm em á Mỹ Hiền. Chốt giùm em mã vàng đi ạ. Họa tiết con công cực kỳ sang luôn mà nó phối màu á. Phối màu vàng với lại đỏ đô nè, sang cực kỳ luôn. Vàng giùm em. Quần lưng thun thoải mái, túi sâu đầy đủ cho mình ạ. 40-60kg vừa vàng. 40-60kg vừa vàng giùm em. Rồi chốt mà đang mặc nha em, màu hồng. Bảy mươi lăm ngàn giùm em mã mèo hồng, bé đang mặc ạ. 40-60kg vừa mã mèo hồng giùm em. 75.000, 85 sale còn 75. Latin xịn sọ mấy chế, rẻ bèo luôn á. Chốt giùm em mã mèo hồng. Mèo hồng đang mặc đi ạ. Mèo hồng, một bộ mèo hồng chị Phạm Bi. Chị Phạm Bi có mèo hồng. Em còn một bộ đang mặc. Em ghi em. Ghi lên. Lên đi. Ừ. Chốt giùm em mã mèo đỏ. Cái màu đỏ đỏ đậm á mấy chị. Mèo đỏ giùm em 40-60kg vừa. 40-60kg vừa mã mèo đỏ. Mèo đỏ xinh quá mấy chị. Mèo đỏ giùm em quần lưng thun thoải mái Latin xịn sò. 85 sale còn 75 thôi mấy chị. Chốt giùm em mã mèo đỏ. 75.000 mã mèo đỏ Latin xịn sò. Không nhăn mấy chị. Cổ pyjama, túi áo, túi quần đầy đủ cho mình ạ. 75.000 mã mèo đỏ. 85 xả 75 nha mọi người. Mèo đỏ giùm em ạ. Rồi Phạm Bi bộ này luôn. Đây sẽ là bộ đồ này, bộ đồ cái ra thôi. Bộ đùi đây chị yêu. Măng gồ không nhăn, túi quần đầy đủ ạ. Lưng thun thoải mái. Tay cánh tiên. Tay cánh tiên phối ren nè chị, cực kỳ xinh luôn á. 40-60kg vừa. Em có màu xanh lạ và màu trắng hai màu. 55.000. Xanh lạ và trắng hai màu ạ. Chốt giùm em mã gấu đỏ. Cổ sen tay phòng quần lẫn gấu đỏ mấy chị. Một bên phối dây xích là một bên phối gấu, sang cực kỳ luôn mấy chị ơi. 40-60kg vừa mã gấu đỏ. Latin xịn sò, túi quần đầy đủ cho mình ạ. 85 sale còn 75 thôi ạ. Bé mi 55kg 1m50 mấy. 55. 55kg mấy 55 á chị Vân nha. 55kg 1m55 ạ. Gấu đỏ chị Hạnh Trần. Gấu đỏ cho chị Hạnh Trần có. Gấu đỏ chị Nguyệt Cát. Chị Nguyệt Cát có gấu đỏ. Cái bộ này lên sang lắm mấy chế. Còn bộ sang cực kỳ luôn, còn một bộ cuối cùng thôi ạ. Dây xích cổ sen tay phòng quần lẫn giùm em Latin xịn sò. Chị Mỹ Hiền có hai bộ đùi hai màu. Chị Mỹ Hiền có hai bộ đùi ạ. 40-60kg vừa, còn một bộ cuối cùng mấy chị. Cái màu nó phối sang cực kỳ luôn á. Chốt giùm em mã gấu đỏ. Đùi trắng không? Cổ sen tay phòng quần lẫn mà có 75.000 rồi mấy chị. Latin xịn sò. Gấu đỏ cho Nghiêm Nguyễn. Nhìn qua like vậy thôi chị, chứ cái đít nó bự lắm. Cái đít em to đùng. Vịt hồng. Chốt giùm em mã vịt hồng.
40-60kg vừa, mã vịt hồng. Trời ơi, màu hồng nó phối màu xanh ngọc đó mấy chị, xinh cực kỳ luôn. 40-60kg vừa chốt giùm em mã vịt hồng. La tinh xịn sò có 75.000 cho, mấy cho chị cặp đùi bông đó. Lưng thông cực kỳ dễ mặc luôn, túi sâu đầy đủ cho mình ạ. Nước bự ngon ạ. Cổ pyjama quần lẫn giùm em mã vịt hồng. Vịt hồng cưng lắm mấy chị, vịt hồng cưng lắm. Đùi em coi mẫu này nè mấy gì, nó phối cái viền xanh ngọc á, cưng xỉu luôn. 40-60kg vừa giùm em mã vịt hồng. Trời ơi, 85.000 bán đắt như tâm tươi vậy. Rớt bữa là sót nè. Hôm giờ bán gớt lại trả 75.000 mà ế dữ vậy trời. Cho em mã vịt hồng đi mọi người. Latin xịn có 75.000 à, ở đâu bán như thế này. Latin giờ đi ra đường thấy nó mặc nhiều lắm á chị. Rồi bộ đồ 55.000 em còn màu này chị ơi. Bộ đồ 55.000 măng gồ không nhăn chị, túi quần đầy đủ, túi sâu cho mình ạ. À. 40-60 vừa. 40-60kg vừa. Cổ vuông tay cánh tiên. Chốt giùm em mã bông. Chốt giùm em mã bông đen. Mã đen đi ạ. À. Đen 40-60kg vừa 55.000 đen. Ngọc. Xanh ngọc. Vàng. Vàng. Trắng. Bông trắng. Hồng. Hồng. Hết màu ạ. À. Còn còn những xanh đậu hả? Xanh đậu đâu rồi? Xanh biển đó cái gì? Ờ, xanh biển. Xanh biển, 55.000 một bộ đùi măng gồ không nhăn mấy chị. Rẻ bèo luôn á. Không ở đâu bán giá 55.000 đâu mấy chị. Hết màu rồi ạ. Chốt giùm em ạ. À. Em lên lại màu nha. Xanh biển, hồng, trắng, vàng, xanh đậu, xanh ngọc và đen. Hết màu ạ. À. 55.000. Mẫu này nó khác mẫu nãy nha. Mẫu này cổ vuông. Tay cánh điên nhưng mà xanh biển hồng chị biết không gì? Có ren à. Xanh biển. Chốt màu giúp em đi ạ. À. Xanh biển hồng đen. Rồi. Ngọc vàng và trắng. Latin tiếp không mọi người? Latin tiếp không cả nhà? Latin hay bộ tung thái đi ạ. À. Vịt hồng chưa ai chốt hả? Chưa. À, xanh biển hồng cho An Thúy. Chị An Thúy có xanh biển và hồng ạ. À. Một bộ xanh biển. Hồng cho Diễm Nguyễn. Chị Diễm Nguyễn có hồng. Hồng hồng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lên Latin tiếp không cả nhà hay là lên bộ thông thái ạ? À? Chị Nguyễn đổi màu dùm mai được không ạ? À? Hết hồng rồi tình yêu ơi. Rồi màu nâu da nè, có chút màu da nè. Em còn xóa màu nâu da nữa. Rồi đổi màu lên màu lại cho chị Nguyễn coi lại. Em còn đen nâu da. Xanh ngọc. Trắng và vàng. Hết màu ạ. À. Da cho Mỹ Hiền. Chị Mỹ Hiền có nâu da. Nâu da nè mấy chị. Xanh ngọc giùm em. Trắng. Vàng và đen ạ. À. Hết màu ạ. À. 55.000 măng gồm không nhăn ạ. Có mời coi rút lại. Màu giùm em nha Diễm ơi. Diễm ơi, Diễm ơi, Diễm. Chị Diễm đổi màu giúp em được không ạ? À? Biển còn bộ nè. Xanh biển em còn một bộ. Xanh biển em còn một bộ à, nha. Diễm xanh ngọc. Chị Diễm có xanh ngọc. Rồi. Rồi vàng nâu da trắng xanh biển đen và xanh ngọc giùm em. Nghe nghe nó không? Đúng rồi chị. Mình rảnh mình là mình coi like đi, mình đã không làm gì. Đây lên chưa? Nặng đầu chứ ta. Cái đầu tôi chết mẹ. Nặng con này. Chốt giùm em mã mèo hồng đi cả nhà. Latin xịn sò. Cổ pyjama quần lửng giùm em 40-60kg vừa. 40-60kg vừa. 85 sale còn có 75 à mấy chị. Túi sâu cho mình. Lưng thun thoải mái. Bộ mà lưng thun mặc cực kỳ thoải mái luôn mấy chị. 75.000 một bộ Latin xịn sò. Chốt giùm em mã mèo, mèo hồng. Mèo hồng đi cả nhà.
dưới 60kg vừa, mèo hồng 75.000. Mèo hồng 75.000. Bộ ngố thun ha. Lên bộ thun ngố ha mọi người. Mèo hồng chị Ngọc Y Nguyễn. Chị Ngọc Y Nguyễn có mèo hồng ạ. À. Nặng đầu quá. Cái gán này tí nữa nè. Thun ngố hay sao ạ? À? Để biết em sẵn hàng với chị ơi, chứ hàng không có sẵn. Thun ngố đúng không mấy chị? Chị phải đi soạn ra. Chốt cho em mã tím. Tím họa tiết con chuột nè mấy chị. Bông cực kỳ xinh, cực kỳ sang luôn á. 40-60kg vừa tím. Cổ sen, tay phòng, quần lẫn giùm em. Trả 75.000 ha. Bộ đang mặc cho Thùy Nguyễn nè. Chị Thùy Nguyễn có bộ đang mặc ạ. 40-60kg vừa mã tím giùm em ạ. Tay phòng, quần lẫn, cổ sen. Lên giùm em mã tím. 40-60kg vừa tím. Tím cho Lily Phan. Tím cho Lily Phan có. Tím chị Phạm Thu Gắm. Chị Phạm Thu Gắm có tím. Chùi cha. Nó sang cực kỳ luôn mấy chị. Chốt giùm em mã chuột hồng. Cổ sen, tay phòng, quần lẫn. Ở dưới họa tiết con bướm là mấy chị. Xinh quá à. 40-60kg vừa chốt giùm em mã chuột hồng. Chuột hồng, chờ mấy chế coi cái họa tiết quần của nó nè. Sang cực kỳ luôn. Lưng thun túi đầy đủ cho mình. Cổ sen tay phòng. Chốt giùm em mã chuột hồng. Chuột hồng cho Hương Diễm. Chuột hồng cho chị Hương Diễm có. Đây có hồng. Xinh quá à mấy chế ơi. Họa tiết mặt trời nè. Trái tim nè. Bông cúc cực kỳ xinh luôn. 40-60kg vô. Chuột hồng Kim Trúc Nguyễn. Chị Kim Trúc Nguyễn có chuột hồng. Em có màu đỏ, màu trắng và màu hồng, ba màu họa tiết mặt trời á mấy chế. Màu này đây. Dạ tôi hỏi. Có màu chớp rồi đúng không? Đúng không? Này này có. Cái nào cái bộ em mặc đó. Và đó cũng có màu chớp rồi. Chuột hồng. Chuột hồng có rồi không? Đỏ cho Nghiêm Nguyễn nè. Còn chị Nghiêm Nguyễn có đỏ. Trời cái màu này cũng xinh nó mấy chế. Màu trắng nè. Chuột hồng em hết cho mọi người. Biền hồng. Nó nổi mấy cái hình lên cực kỳ xinh luôn. Chuột hồng hình Quế Thanh. Chuột hình Quế Thanh có chuột hồng. Rồi mặt trời đỏ, hồng, trắng ba màu ha. Đỏ, hồng và trắng ba màu. Cưng lắm mọi người. Hàng này nè. Siêu đẹp luôn á. Trời cái màu ở ngoài nó lợt nha. Vô lai nó đậm quá. Màu ngoài dễ thương lắm. Hồng nó mới chế. Trắng cho Lily Phan. Hết trắng. Em hết trắng, em còn đỏ và hồng hai màu. Hết trắng kia Trúc Nguyên ơi. Hết trắng Nguyễn Lam, còn đỏ với hồng. Em còn đỏ và hồng hai màu ạ. À. Đỏ bọc đô á mọi người, không phải đỏ tươi đâu. Con này đỏ bọc đô á. Đỏ đô á. Vô lai nó hơi sáng xíu mấy chế. Ở ngoài màu đẹp lắm. Họa tiết cực kỳ xinh luôn á. Họa tiết mặt trời nè, trái tim nè, bông cúc. Xinh xinh. 40-60kg vừa giùm em còn đỏ và hồng hai màu thôi ạ. À. Đỏ và hồng hai màu. Bây giờ người ta mặc bộ Latin ra đồ nhiều lắm mấy chị. Đi chợ hay là đi vòng vòng mặc một mấy bộ này xinh. Một size 1 rồi chị, 60 size 2 chứ độ lại à. Giống như em mã hồng và mã đỏ hai màu ạ. À. 40-60kg vừa hồng và đỏ hai màu. Dạ không chị Trâm Nguyễn. Đây không? Sống nước giùm em. 45 tới 62kg vừa. Chốt giùm em mã đen gấu. Tay cánh dơi sống nước cả nhà. Con này 62kg sau 3 cái thoải mái nha. 40 tới 62 à, 45 tới 62 sau 3kg đồ là vừa. Chốt giùm em mã đen gấu. Cánh dơi sống nước quần lẫn giùm em. Túi sâu cho mình. Latin xịn sò. 75.000 thôi. Mấy bộ cánh dơi này sang nè mấy chế yêu. Chốt giùm em mã đen gấu đi ạ. Dưới 62-63kg độ lại vừa đen gấu. Cánh dơi đẹp lắm. 75.000 mã đen gấu.
ship được. Đen gấu giùm em. Đen gấu chị Trâm Nguyễn. Chị Trâm Nguyễn có đen gấu à. Quần lẫn sóng nước cánh dơ giùm em. Chốt giùm em mã đen bông. Xinh quá mấy chị, đơn giản nhưng mà nó xinh cực kỳ luôn á. Sóng nước, tay cánh dơ, quần lẫn giùm em. Cổ pyjama 45-62-63kg độ lại vừa. Chốt giùm em mã bông. Mã đen bông. Đen bông đi cả nhà. Đen bông 75.000. Chốt giùm em mã nâu da. Trời cái màu này nó nhu cực kỳ luôn cả nhà. Tay dơi sóng nước. Tay dơi sóng nước quần lẫn giùm em. Một bên là nó chạy chữ Moschino, một bên phối gấu nè mấy chị. Xinh quá à mấy chế. Chốt giùm em mã nâu da. 45-62-63 độ lại vừa nâu da. Latin xịn sò. Không nhăn mấy chị, giặt mấy giặt thoải mái à. 85 sale còn 75.000. Nâu da giùm em. Nâu da đi ạ. Nâu da Minh Châu Nguyễn. Chị Minh Châu Nguyễn có nâu da. Gấu trắng. Chốt giùm em mã gấu trắng. Mã tiết gấu LV nè mấy chị. Tay cánh dơi sóng nước quần lẫn giùm em. Latin xịn sò. Chốt giùm em mã gấu trắng. 45-62-63kg độ lại vừa luôn á. Tay dơi này không bao giờ lỗi thời mấy chế. 45-62-63 độ lại vừa. Chốt giùm em mã gấu trắng. Trâm Nguyễn gấu trắng. Chị Trâm Nguyễn có gấu trắng, em còn một bộ cuối cùng. Em còn một bộ gấu trắng cuối cùng. Họa tiết LV cực kỳ sang luôn á mấy chị. Dưới 62-63kg lại vừa. Gấu trắng Minh Châu Nguyễn. Chị Minh Châu Nguyễn có gấu trắng em hết. Cổ pyjama tay thường giùm em. 40-60kg vừa. Chốt giùm em mã vàng. Vàng họa tiết con gấu, cô gái nè mấy chị, xinh cực kỳ luôn. Latin xịn sò. Hoặc hình vàng nha. Cũng không quá. Chốt giùm em mã vàng. 40-60kg vừa thôi ạ. Pyjama, cổ pyjama tay thường. Vàng cơm xỉu luôn. Chốt giùm em mã vàng đi ạ. Họa tiết cô gái á. Cô gái với con gấu cực kỳ xinh luôn. Túi quần đầy đủ cho mình ạ. Chốt giùm em mã vàng. 75.000 vàng. Chốt giùm em mã gấu hồng. Gấu hồng tay dơ sóng nước. 45-62kg vừa. 62-63kg luôn mấy chế. Chốt giùm em mã gấu hồng đi ạ. Vàng Kim Trúc Nguyễn. Chị Kim Trúc Nguyễn có vàng. Rồi gấu hồng xinh quá mấy chị. Màu hồng dâu á. Tay dơi sóng nước, quần lẫn Latin xịn sò. 75.000 giùm em. Chốt giùm em mã hồng, gấu hồng. Dưới 62-63kg lại vừa, gấu hồng giùm em. Gấu hồng đi mấy chị, gấu hồng nó xinh á. Chốt giùm em mã hoa cúc. 40-60kg vừa mã hoa cúc. Màu xanh ngọc nè cả nhà. Họa tiết hoa cúc. Latin xịn sò. Lưng thun thoải mái. Em có màu xanh ngọc và màu hồng hai màu. Xanh ngọc và hồng hai màu ạ. Họa tiết hoa cúc xinh lắm mấy chị. Giống như em mã hoa cúc. Hoa cúc xanh và hoa cúc hồng. 40-60kg độ lại vừa. 85 xe còn 75 một bộ Latin xịn sò mấy chị. Hoa cúc xanh và hoa cúc hồng hai màu ạ. 40-60kg độ lại vừa, hoa cúc xanh, hoa cúc hồng. Hai màu. 75.000 thôi ạ. Rồi nè. Nên bổ sung nha mọi người. Nên bổ sung nha cả nhà. Thun set cô Tông Thái hả? Xã đồng giá lẫn dài 85 ạ. Đồng giá lẫn dài 85 giùm em. Hồng cho Kim Trúc Nguyễn. Chị Kim Trúc Nguyễn có hồng. Rồi cô Tông Thái đồng giá lẫn dài 85.000 ha.
thông thái lẫn dài 85.000 giùm em. Quần là quần ngố đen áo màu giùm em đó nha. Số 263 đổ lại vừa. Họa tiết bông nè mấy chị, cực kỳ xinh luôn. Quần ôm áo phủ mông giùm em có màu đỏ, màu hồng dâu và màu xanh rêu, 3 màu, 85.000. Số 263 ký đổ lại vừa. Đỏ, hồng dâu và xanh rêu giùm em, 3 màu, quần ôm áo phủ mông cực kỳ dễ mặc luôn. Thun thái xịn sò, không sừ lông mấy chị. 85.000 giùm em một bộ. Set này của Văn Vinh đó mọi người. Hàng Văn Vinh đó cả nhà. Đỏ cho chị Cà Na. Em còn rêu và hồng hai màu ạ. Họa tiết nó xinh lắm mấy chị, hình có mẫu mặt nè. Hàng Văn Vinh xịn sò. Em sale đồng giá luôn 85.000 thôi mấy chị ha. Quần ôm áo phủ mông giùm em. Còn màu rêu và màu hồng dâu hai màu. Rêu và hồng dâu hai màu, thun thái xịn sò. Không sừ lông mấy chị. Quần ôm áo phủ mông cực kỳ dễ mặc luôn á. Chốt giùm em rêu và hồng hai màu 85.000 thôi ạ. À. Hàng Quang Vinh có mẫu mặt xịn sò lắm mấy chị yêu. Hồng dâu cho chị Phạm Lan có. Em còn xanh rêu. Lên cái màu xanh rêu này này đi mấy chế. Màu xanh rêu này lên trắng da cực kỳ luôn á. Họa tiết nó lạ. Họa tiết lạ. Chốt giùm em mã xanh rêu. Còn một bộ xanh rêu cuối cùng ạ. À. Đồng giá lẫn già 85.000 giúp em. Xanh rêu đi cả nhà. Màu xanh rêu này lên trắng da. Em còn xanh rêu, chốt xanh rêu giúp em ạ. À. Rồi. Bộ cùng màu giùm em quần ngố. Cái này 50-65kg vừa luôn ạ. À. Chạy chữ đơn giản I love you. Dễ thương ha mấy chị ha. Quần ôm áo phủ mông giùm em. Em có màu bò, màu cam sữa, màu đỏ đô, màu hồng sen, màu cam đứt. Hết màu ạ. À. Bò, đỏ đô, cam đứt, hồng sen và cam sữa hết màu. 85.000 một bộ thun thái Quang Vinh xịn sò mấy chị. Em sale đồng giá cuối like rồi mấy chế. Em sale đồng giá cho mấy chế luôn ha. Quần ngơ máu phủ mông giùm em. Này 50-65kg vừa luôn á. Cái chữ đơn giản I love you cực kỳ xinh luôn á. Quần ngơ máu phủ mông dễ mặc mấy chị. Chốt màu giúp em đi cả nhà. Hồng sen nè cả nhà. Hồng sen, hàng Quang Vinh xịn sò. Mẫu mặt nè mấy chị. Mặc lên, mấy chị thấy vậy thôi chứ mặc lên xinh lắm. Phối thêm cái túi xách đi chơi. Màu hồng sen. Cưng quá à mấy chị. Thun thái xịn. Mặc có 85.000 bộ à, chốt màu giúp em đi ạ. À. Dạ 85.000, em sale đồng giá 85 lẫn dài á chị Bích Phạm. 85.000. Mấy bộ đơn giản này dễ mặc nè mấy chị. Hàng Quang Vinh xịn sò, thun thái không sừ lông. Dạ em hết rồi chị Nguyễn Hạnh ơi. Em hết rồi ạ. Chốt màu giúp em đi cả nhà. Cam đứt, hồng dâu, cam sữa, màu đỏ đô và bò. Hồng dâu cho chị Nguyễn Lam có. Chị Nguyễn Lam có hồng dâu à. Cam sữa nè cả nhà. Đỏ đô và màu bò. Đỏ đô và bò hết màu ạ. Hôm nay chị hận á. Màu bò. Sen. Em hết sen rồi chị Vân Nga, đổi màu giúp em đi chị yêu. Chị yêu màu bò dễ thương nè chị yêu. Màu bò. Đỏ đô, cam sữa. Cam đứt. Hết màu á chị. Còn 4 màu thôi ạ. À. Cam đứt, cam sữa, đỏ đô và màu bò. 85.000 cái màu giúp em đi ạ. À. Quần đùi giùm em, xinh quá mấy chế ơi. Quần đùi 75.000 giúp em ha. Lên màu chứ nhiệt tình lên. 50-65kg vừa. Đùi 75.000 giùm em, thun thái xịn sò rồi mấy chế.
họa tiết LV cực kỳ sang luôn. Đổi sen lấy cam sữa. Dạ ok chị Nguyễn Lam, đổi sen lấy cam sữa. Có cần anh giấy nào? Anh giấy nào đi. Vậy của chị Vân Nga có sen nha chị yêu. Chị Vân Nga có sen à. Rồi đùi giùm em 75.000 thun thái xịn nè mấy chị coi giảng. Chốt giùm em mã xanh ngọc. À, đùi xanh. Đùi xanh giùm em. Đùi xanh 75 cho chị Nguyễn Hạnh có. Ship lẹ em trời. Trời con này nó mới gì cũng xuống luôn nha. Chốt giùm em mã xám. Xám quần dài lẫn dài đồng giá giùm em 85.000. Em hết xanh rồi cả nhà. Chị Bích Phạm có cam sữa. Chị Bích Phạm có cam sữa. Dạ em lấy sen cho mình rồi đó chị Vân Nga. Xanh ngọc. Xanh ngọc chốt cho thầy. Xanh ngọc chốt rồi Nguyễn Hạnh. Xanh ngọc em hết rồi chị Nguyễn Lam ơi. Chốt giùm em mã xám. Màu xám chuột đó mấy chị. Thiêu chữ đơn giản trên ngực. Quần ôm áo phủ mông dễ mặc à. Chốt giùm em mã xám đi cả nhà. Thun thái xịn sò không sừ lông. Đồng giá lẫn dài giùm em 85.000. Xám quần dài 85.000 giùm em. Chốt giùm em mã xanh đen. Chả hai viền beo hai bên đùi nè mấy chị. Đồng giá lẫn dài giùm em 85.000. Thun thái xịn sò mấy chị. Sale đồng giá luôn à. 45 62 63 ký thùa. Chốt giùm em mã xanh đen. Xanh đen nó phối beo mà mấy chị. Quần ôm áo phủ mông. Chốt giùm em mã xanh đen à. Xanh đen đi ạ. À. Chỉ số 2 số 3 ký vừa xanh đen. Xanh đen đi ạ. À. Chốt giùm em mã tím, quần dài, thêu chữ u xì trên đùi ạ. À. Mấy bộ phối này nè mấy chị mặc không có bị đụng hàng, không ở đâu bán đâu mấy chị. Thiệt, mấy bộ phối này không ở đâu bán đâu ạ. À. 50 65 ký vừa chốt giùm em mã tím. Nó phối mà nó phối sang chứ phải phối bậy phối bạ đâu mấy chị. Cực kỳ xinh luôn á. 50-65kg vừa giùm em tím. Có đồ lẫn không chị? Dạ có em sale lộn xộn nha chị. Lẫn dài đồng giá giùm em 85.000. Em bóc cái nào em like cái đó nha chị Bích Phạm. Chốt giùm em mã tím. Quần ôm áo phủ mông 50-65kg vừa tím ạ. À. Tím cho chị Trinh Cherry có. Quần ngố giùm em, chốt giùm em mã cam. 50-65kg vừa cam. 50-65kg vừa cam. Áo sọc vàng hoa cúc, hoa mặt trời á mấy chị. Ngố giùm em, ngố dài 85 đồng giá. 50-65kg vừa cam ạ. À. 50-65kg vừa cam giùm em. Quần ôm áo phủ mông dễ mặc. Trời nó ngứa quá. Bụi á. Cam cho chị Bích Phạm có. Chốt giùm em mã beo. Ồ, xuất sắc luôn mấy chế ơi. Beo quần dài. Dưới size 2 size 3 ký vừa. Cổ tay phòng quần dài giùm em thêu chữ LV. Giặt mấy giặt thoải mái mấy chị. Cổ tim tay phòng quần dài, chốt giùm em mã beo đi ạ. À. Beo nó sang mấy chế ơi. Quần ôm áo phủ mông giùm em beo. Đồng giá lẫn dài 85.000 rẻ bèo luôn mấy chế. Chốt giùm em mã beo đi ạ. À. Mã beo đi cả nhà. Dạ nhân viên gọi cho mình cho chị Bích Phạm. Gọi gọi là đi rồi á chị mà chưa gọi chưa đi ạ. À. Beo cho chị Dung Kim có. Chu cha bộ đùi dễ thương quá mấy chế ơi. Túi quần đầy đủ cho mình. 75.000 giùm em. Chốt giùm em mã đùi. Đùi trắng đi ạ. À. Form này dưới 62 63 ký vừa thôi ạ. À. Đùi trắng giùm em. 75.000 đùi trắng. Dạ chưa gọi là chưa đi á chị Bích Phạm. Chưa gọi là chưa đi ạ. À. Rồi đùi trắng lên xinh cực kỳ luôn mấy chế. Dưới 62 63 ký vừa giùm em, đùi trắng. 75.000 đùi trắng.
75.000 đùa trắng ạ. Nguyên một bộ chữ luôn mấy chị. Quần dài giùm em 85.000. Thun thái xịn sò không sừ lông ạ. Dưới 62 63 kg vừa chốt giùm em mã đen chữ. Đen chữ 85.000. Quần ôm áo phủ mông cực kỳ dễ mặc luôn mấy chị. Thun thái xịn sò, giặt máy giặt thoải mái giùm em không bị sừ lông ạ. Chốt giùm em mã đen chữ. Nguyên một bộ đen chữ luôn cả nhà. Dưới 62 63 kg vừa mã đen chữ. Chữ cho chị Ngọc Linh Vương có. Chữ cho chị Ngọc Linh Vương có. Giá cũ em bán 105 rồi mấy chị. Giá cũ á. Bộ thun gân xịn sò giùm em, chiếc thun gân co giãn mấy chế. Chốt giùm em mã đỏ. Chu, bộ này sang quá trời luôn á. Tây phòng nè, quần dài giùm em. Nó phối cái bông hồng nè mấy chị, xinh cực kỳ luôn. Chốt giùm em mã đỏ. Xét kiểu. Dưới 62 63 kg vừa former mới cả nhà. Tây phòng quần dài giùm em, chốt giùm em mã đỏ. Thun gân xịn sò chốt giùm em mã đỏ. Đỏ đi cả nhà yêu. Chấm chấm bài để không bị trôi cho bình luận nha mấy chị. Chốt giùm em mã xanh. Xanh quần dài phối beo 50-65 kg vừa mã xanh. Rồi nó phối xinh quá mấy chị, phối sang cực kỳ luôn á. Quần ôm áo phủ mông dễ mặc, thun thái xịn sò. Đồng giá lẫn dài giùm em 85.000 xanh. 85.000 xanh, 50-65 kg vừa xanh. 50-65 kg vừa xanh ạ. Chốt giùm em mã đỏ đá. Đỏ đá, nó đính đá trên đùi nè mấy chị. Bộ đá này ở ngoài nó bán 235 á mấy chế. Áo tay lỡ giùm em. Hôm này 65 kg độ lệ vừa, 50-65 kg vừa. Chốt giùm em mã đỏ đá. Cái tay nó phối lưới nè mấy chị, sang cực kỳ luôn. Ừ mấy chế yêu. Xinh cực kỳ sang luôn á. Chốt giùm em mã đỏ đá đi ạ. Mấy chị nào có mami á, mua cho mami mặc sang. Sang cực kỳ luôn á cả nhà. 50-65 kg vừa mã đỏ đá. Đỏ đá đi ạ. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em với mấy chị. Set quần lẫn qua gói giùm em xách kiểu 40-56 kg vừa thôi ạ. Chốt giùm em mã bò. Bò xách kiểu firmer mới, chị nào thích mặc ôm 56 kg độ lại vừa giùm em. Quần lẫn qua gói 40-56 kg vừa. Chốt giùm em mã bò. 56 kg độ lại vừa bò. Dạ sau lưng của em là đầm chị. Đầm á chị Thanh Loan phi size. Đầm phi size. Quần dài giùm em. Thiêu ở trên đùi ạ. Mất tập trung quá nha. 62 63 kg độ lại vừa. Trời ơi, nó sang quá mấy chế. Họa tiết LV nè mà kiểu nữa chứ. Tây phòng quần dài giùm em. Dưới 62 63 kg độ lại vừa. Cho xem bộ đỏ đá lại chị. Đưa bộ đỏ đá lại giùm em. Chị Nguyễn Lam có bò ạ. Đây chế yêu. Đỏ đá đây ạ. Tay lẫn quần dài 50-65 kg độ lại vừa luôn ạ. Đính đá không rớt một hộp luôn đó chế. Ở này ngoài thị trường nó bán 235.000. Một bộ đá 235.000 á. 50-65 kg độ lại vừa đỏ đá. Đen đi mấy chị. Mấy chị nào hết mặt kiểu nè. Tay phòng quần dài. Nó phối cực kỳ sang luôn. Dưới 62 63 kg độ lại vừa đen giùm em. Đen LV. Đen giùm em đi ạ. À. Quần dài giùm em, chốt giùm em mã. Mã beo. Quần là quần beo áo phối nè mấy chị. 50-65 kg độ lại vừa. Chữ thiêu vào. Giặt máy giặt thoải mái giùm em. Quần ôm áo phủ mông. Đỏ đá cho chị Cà Na có.
50-65kg độ lại vừa, mã đen ạ. Đen beo đi cả nhà. Bộ đen beo cực kỳ xinh luôn á. Quần dài coi beo nó nè. Màu nó cực kỳ tây luôn. Đen beo giùm em. Đen beo 50-65kg độ lại vừa, đen beo. Đen cho chị Ngọc Hiền Võ có. Chốt giùm em mã bò. U bộ bò xinh quá mấy chị. Bò giùm em. Size 2-63kg độ lại vừa. Bò thiêu chữ Burberry nè. Sang cực kỳ luôn cả nhà. Quần ôm áo phủ mông. Chốt giùm em mã bò đồng giá lẫn dài 85.000 giùm em. Điện thoại nó bị méo méo sao ta. Nãy giống hay đụng luôn. Bò giùm em với 63kg vừa bò. Bị méo quá chị. Bò cho chị Nguyễn Hạnh có. Cả nhà đợi em xíu ạ. Nó bị xéo xéo sao. À, đó, được rồi. Em hết bò. Chốt giùm em mã sọc gấu. Sọc gấu đi cả nhà. Dưới 63kg độ lại vừa. Thiêu con gấu ở trên nè mấy chị. Chạy chữ ở dưới. Quần ôm áo phủ mông, thun thái xịn sò. Chốt giùm em mã sọc gấu. 85.000 sọc gấu. Bộ này xinh quá mấy chị. 85.000 mã sọc gấu giùm em. Dưới 65kg độ lại vừa sọc gấu. Sọc gấu đi mấy chị. Sọc gấu cho chị Cà Na có. Trời đất ơi, xinh quá à. Để em thay bộ này ra cái mấy chị. Chốt giùm em mã sọc đen. Sọc đen thiêu con gấu nè mấy chị. Thiêu vào giùm em giặt mấy giặt thoải mái ạ. Quần ôm áo phủ mông. Quần lẫn qua gối. 50-65kg vừa giùm em mã sọc đen. Sọc đen giùm em đi cả nhà. Sọc đen giùm em đi ạ. Bộ sọc này đúng không chị Bùi Thúy? Đúng ok giúp em nha. Đúng ok giúp em nha chị Bùi Thúy ơi. Chốt giùm em mã sọc. Sọc. Chốt giùm em mã sọc đi ạ. 50-65kg vừa. Thiêu con gấu ở dưới nè mấy chị. Cái này trong shop nó bán 275.000 một bộ á. Em mới mua. Mua trong shop tới 275.000 rồi á. Chốt giùm em mã sọc. Sọc đen. Sọc đen cho chị Bùi Thúy có bộ em đang mặc à. Chốt giùm em mã sọc. Sọc thôi cả nhà để không bị trùng đơn à. Sọc. Quần ôm áo phủ mông. Thiêu con gấu ở dưới nè mấy chế. Thiêu vào giặt mấy giặt thoải mái. Chốt giùm em mã sọc đi ạ. À. Dạ ok chị Bùi Thúy có rồi ạ. À. Sọc đi cả nhà, bộ sọc nó dễ thương á. Sọc. Sọc cho chị Kim Kimmy có. Chị Kim Kimmy có sọc. Em hết sọc chị Cana ơi. Quần ống suông giùm em. Ống bự á mấy chế, ống suông á. Áo kiểu. Form này 40-55-56kg vừa thôi ạ. À. Rút dây trên ngực. Dưới 56kg vừa thôi. Chốt giùm em mã xanh ngọc. Sọc dài em hết rồi ạ. À. Chốt giùm em mã xanh ngọc, set kiểu. Quần là ống suông, áo là lớp tớp. Cực kỳ xinh luôn á. Chốt giùm em mã xanh ngọc dưới 56kg vừa. Mẫu mặt nè cả nhà. Sang cực kỳ luôn, mang đôi guốc vô đi tiệc cũng được nữa. Chốt giùm em mã xanh ngọc đi ạ. À. Xanh ngọc cho chị Nguyễn Vân có. Em hết xanh ngọc. Quần ngố giùm em. Chốt giùm em mã tím.
50-65kg vừa tím. Quần ôm áo phủ mông, chốt giùm em mã tím ạ. Thung thái xịn sò, xả đồng giá cho mấy chế 85.000 lẫn dài ạ. Chốt giùm em mã tím. 50-65kg vừa tím. 50-65kg vừa tím ạ. 50-65kg vừa đỏ giùm em. Dạ, em lấy bộ đang mặc đó chị Bùi, Bùi Thúy. Em lấy cho chị bộ đang mặc đó ạ. Chạy chữ lớp đơn giản thiêu vào nè mấy chị. Xinh cực kỳ luôn, quần ôm áo phủ mông. Ở ngoài là nó màu đỏ đậm á mấy chị, vô lai nó hơi chói xíu cả nhà. Quần ngố giùm em, chốt giùm em mã đỏ. Quần ôm áo phủ mông, thun thái xịn sò. Đỏ giùm em 85.000. 85.000 đỏ giùm em ạ. Đỏ giùm em, chốt giùm em mã beo xanh. Trời ơi, màu xanh lá đậm nè mấy chị, cực kỳ xinh luôn. Beo xanh giùm em. Dạ ok chị Bùi Thúy. Thúy Bùi nói chung. Dạ chị Bùi Thúy có bộ đang mặc rồi đó chị Cà Na. 62-63kg vừa, chốt giùm em mã beo xanh. Beo xanh như cả nhà, màu xanh lá đậm á. Tây phòng quần dài giùm em. Beo xanh nha, với 62-63kg vừa beo xanh nguyên một bộ luôn. Cực kỳ xinh luôn, beo xanh. Beo xanh cho chị Ngọc Hương có. Chị Ngọc Hương có beo xanh. Quần dài giùm em, thêu chữ trên đùi. Chốt giùm em mã gạch. 50-65kg vừa gạch. Dáng thể thao á mấy chị. Chạy chữ đơn giản nè, gạch. Tím quần lẫn hay ngố chị? Dạ tím quần lẫn. Tím quần lẫn á chị. 50-65kg vừa. Chốt giùm em mã gạch. Nguyên một bộ gạch luôn. Chữ đơn giản này phối với một đôi giày bata mấy chị, xinh cực kỳ luôn. 50-65kg vừa gạch giùm em. Chốt giùm em mã gạch. Quần là quần ngố đùi giùm em cả nhà. Ngố đùi hôm bữa chị Mai bán 145 á. Chốt giùm em mã sọc gấu. Dạ ok chị Quỳnh Mai ạ. Chị Quỳnh Mai có gạch. Dưới 62-63kg vừa, chốt giùm em mã sọc gấu. Sọc gấu đi cả nhà, quần ngố đùi. Dưới 62kg vừa, quần ngố đùi. Sọc gấu giùm em. Sọc gấu. Đùi cho chị Cà Na có. Chị Cà Na có đùi. Chốt giùm em mã beo đỏ. Trời cái họa tiết beo cưng cực kỳ luôn mấy chế, quần dài. Xét kiểu giùm em. 50-65kg vừa, cổ vuông tây phòng. Chốt giùm em mã beo đỏ. Lên sang cực kỳ luôn cả nhà. Beo đỏ cổ vuông tay phòng quần dài. Em hết sọc gấu rồi ạ. Chị Thu Thảo. Thu Thảo. Thu Thảo. Em xíu nha mấy chị. Ủa, bỏ giùm em. Chị Thu Thảo ơi, sao có một đơn chị không nhận bên em á chị Thu Thảo. Sọc gấu em hết rồi, lên giùm em mã beo đỏ. Có một đơn mình không nhận bên em á mấy chị. Mình không nhận bên em á chị Thu Thảo. Tự nhiên nói vậy á. Dạ em chưa thấy nữa chị Bùi Thúy. Một lát em like nếu có mà em quăng ra cho chị nha. Lát có em quăng ra cho chị nha chế yêu. Chốt giùm em mã sọc. Sọc xanh đen. Firmer mấy chế, 62-63kg đồ lại vừa. Thêu chữ đơn giản là tây phòng quần dài giùm em. Chốt giùm em mã sọc xanh đen.
Firm mom à. Chị nào hết mặt firm mom chốt bộ này đi mấy chị. Nó thiêu chữ quá, cực kỳ xinh luôn. Giặt máy giặt thoải mái giùm em. Chốt giùm em mã sọc xanh đen. Dưới size 263 ký đồ level. Loan hồng đi ạ. Quần là quần trơn, áo loan giùm em. Dưới size 263 ký độ level thôi ạ. Set thể thao cả nhà. Quần trơn, áo loan giùm em, chốt giùm em mã loan hồng. Loan hồng dưới size 263 ký độ level. Vàng. Dưới size 263 ký độ lại vừa. Thung thái xịn sò, quần ôm áo phủ mông giùm em. Loan hồng. Loan hồng đi cả nhà. Thun gân xịn sò giùm em. Chất thun gân xịn sò dáng ôm. Firm ôm size 263 ký độ lại vừa. Tay phòng quần dài. Chốt giùm em mã sọc, sọc đen. Sọc đen đi ạ. À. Nó có một cái bông hồng ở đây, chốt giùm em mã sọc đen. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em với cả nhà. Mấy chế coi được không ạ? À? Không được em qua like sau nha mấy chị. Hình như mạng lắc hay sao á. Mạng lắc hay sao á cả nhà. Qua like sau giùm em nha mấy chị. Mấy chế em qua like sau giùm em nha. Em vô lại liền á. Mạng lắc quá em qua lại sao nha mấy chị. Vô lại sao lại giúp em ạ. À.